chương trình gì trong tuần rồi cái follow cái um, chương trình của công ty và chương trình của hệ thống chương trình của nhóm thì sẽ có những cái lịch nào quan trọng và các anh chị cần phải nó phù hợp với mình thì lúc này các anh chị mới chọn để các anh chị đi học. giờ yeah. đây là tối thứ hai là cái lịch định kỳ mà các anh chị bắt buộc phải tham gia dành cho tất cả mọi người anh chị mới lần anh chị cũ. chưa? Yeah thứ hai nữa trong cái chương trình này các anh chị sẽ được giao lưu với những nãy giờ các anh chị nghe được là rất là nhiều anh chị là chia sẻ đúng không à, thì chúng ta sẽ được nghe về những cái người bán hàng tốt của tuần vừa rồi thì là chia sẻ những cái kinh nghiệm bán hàng những cái câu chuyện như của bạn hiện là những cái câu chuyện nó rất là thực tế nó rất là à, gọi là tức là bạn cũng nói là bạn bạn không có biết gì hết bạn không có biết nhiều về sản phẩm nhưng mà bạn bán được hàng thì có nghĩa là gì các anh chị có nghĩa là cái cách này nó đang ứng dụng rất hiệu quả và việc của các anh chị là các anh chị kiểu là các anh chị đang bị sợ, các anh chị đang bị áp lực, các anh chị đang bị kiểu như là chưa bán hàng bao giờ nên các anh chị nhiều khi các anh chị cũng hơi hơi phải phải lo lắng về cái việc là phải học kỹ sản phẩm thì mới đi bán hàng. À, nhưng mà chính vì cái việc học kỹ sản phẩm quá thì nó sẽ dẫn đến cái việc là các anh chị bị tức là học nhiều nó tổng hỏa nhập ma, được chưa? Nên là cách tốt nhất đó là các anh chị chỉ cần học ít thôi, học vừa đủ thôi, nhưng mà nắm được cái cơ bản về tốt sale là được nắm được cái cơ bản về cái bán hàng đường thẳng, nắm cơ bản về cái kỹ thuật chốt sale, làm được những cái điều như là đồng cảm khách hàng này, đặt những câu hỏi là nói chung là mình chỉ ở góc độ là người bán hàng ở đây chỉ là ở góc độ là người chia sẻ, người đồng cảm với khách hàng, người bạn của khách hàng để mà họ có thể tư vấn hết tất cả những cái gì đó, à, họ nói hết tất cả những cái gì đó mà họ cảm thấy là họ, tức là họ cần một cái người chia sẻ các anh chị được không? thì đó là cái mà các anh chị cần phải học. còn ngoài ra những cái chương trình về sản phẩm á thì mình có thể là mình chỉ cần đọc tài liệu thôi hoặc là xem video hoặc là xem qua trên online những cái kênh youtube đó các anh chị là các anh chị đã học được rồi Đấy chưa? Nên là cái lịch học định kỳ là tuyệt đối là mình sẽ cố gắng sắp xếp mọi công việc để mình tham gia cái lịch này, để mình nắm những cái thông tin. Rồi các anh chị còn được giao lưu với những cái người mentor thì trong cái buổi này nè. Các anh chị muốn hỏi cái gì cũng được. Hằng sẽ trả lời tất cả những cái câu hỏi của các anh chị có thể là tuần là hàng có thể tuần là mentor hoàng vũ, có thể là tuần là họp nhóm team của các anh chị là các các mentor như là mentor Loan, mentor Bích Liên, ông Toàn Nguyễn rất là nhiều những cái mentor họ sẽ support cho các anh chị để mà các anh chị uh, giải quyết những cái khó khăn của mình. Cho nên tối thứ hai là một cái lịch rất quan trọng, các anh chị phải cố gắng để tham gia ha. Rồi, uh, tiếp theo cái một cái lịch nữa đó là uh, một hàng hàng hàng, hàng tuần ở các anh chị là mình sẽ uh, có hàng ngày chúng ta sẽ có chương trình 5 giờ sáng ở chương trình 5 giờ sáng là một cái chương trình là uh, gọi là cốt chinh uh, tức là cốt chinh cho các anh chị những cái nội dung cốt chinh trong tiếng anh uh, là cốt chinh là tiếng việt thì nó làm uh, giống như kiểu là um, kèm cặp đó các anh chị nó là kèm cặp ha kèm cặp và cầm tay chỉ việc à cầm tay chỉ việc chính xác là cầm tay chỉ việc tức là có rất là nhiều những cái nội dung rất là hay ví dụ như là gì uh, ví dụ như là à À, vừa rồi thì lụa cũng có làm một cái chương trình là à, xây dựng cái video đơn giản để mà có thể đăng bài đúng không rồi vừa rồi thì loan cũng có chia sẻ cho mọi người về cách làm sao để mà mình lan tỏa cộng đồng rồi cũng có những cái buổi mà chị bích liên chị lê giang là chia sẻ về cái kỹ thuật làm sao đó để mà gọi là tiếp cận được khách hàng và chốt sale được khách hàng đúng không thì là là những cái best seller những cái người xuất sắc họ sẽ chia sẻ với các anh chị về cái những cái tip những cái uh, bí kíp để mà các anh chị có thể là kinh doanh thành công cho nên là chương trình 5 giờ sáng là một cái chương trình mà nó là uh, hỗ trợ rất tốt cho anh chị trong cái quá trình mà anh chị đi bán hàng và kinh doanh được chưa mình chỉ cần chịu khó học 5 giờ sáng liên tục liên tục cho hàng Hằng hàng uh, nói thật với các anh chị là bản thân của hàng là dậy 5 giờ sáng đến bây giờ là không phải là 66 ngày các anh chị tham gia là ở đây là đều biết đến từ là 66 ngày điểm danh đúng không liên tục 5 giờ sáng đúng không nhưng mà xin thưa các anh chị là Hằng đã là 6, không phải là 66 ngày mà là 6 năm rồi các anh chị. Hằng đã kinh doanh đó Robby là 6 năm. Và Hằng là một trong những người dạy 5 giờ sáng đầu tiên. À, và cái người mà, cái người mà, mà gọi là làm chương trình 5 giờ sáng đó chính là chủ tịch của Robby mình đó là anh Sơn luôn các anh chị. Thì lúc đó là Hằng ở chị ở vai trò là đại lý mới thôi. Còn anh Sơn là cái người huấn luyện cho Hằng về cái kỹ năng bán hàng, kỹ năng kinh doanh. Đó, thì là các anh chị biết là Hằng đã thức dậy 5 giờ sáng khoảng tầm là 6 năm rồi. Thì vị trí của Hằng, vai trò của Hằng bây giờ đến bây giờ thì Hằng cũng là một trong top những cái người mà có kết quả kinh doanh xuất sắc nhất của cộng đồng STC, những người kinh doanh rugby. Thì các anh chị biết là để mà có được kết quả như vậy thì phải mình phải là gọi là ngày xưa Hằng nói thật các anh chị nha. Là Hằng dậy từ 9 giờ sáng các anh chị. Hằng, tại vì cái công việc của Hằng là chỉ có phải đi làm vào lúc 10, 10 giờ sáng. À, tại vì làm quản lý nên thành ra là 10 giờ mới phải đến công ty, tại công ty của hằng cũng là trường học cũng mở trễ nên là thường thường là chỉ dạy vào buổi trưa và buổi tối thôi. đây là hằng sẽ làm từ 10 giờ sáng à, bắt 10 giờ sáng bắt đầu làm, có ca thì hai giờ chiều mới phải lên công ty. cho nên là ngủ là ngủ tới 9 giờ mới dậy các anh chị. và cuộc đời của hằng chưa bao giờ mà hằng phải dậy sớm hết, à, trừ sinh viên lúc còn đi làm thôi. À, ngoài ra thì từ lúc đi làm, à, lúc mà đi làm ra ra trường đi làm thì chưa bao giờ hằng phải dậy sớm hết các anh chị. À, toàn là ngủ đến 9 giờ nên cái việc mà đến với Robby mà dạy lúc 5 giờ sáng là nó là một cái cực hình đối với hằng nó là một cái gì đó nó khủng khiếp đối với hằng lắm các anh chị và ở dưới quê thì cái việc dạy 5 giờ sáng mà mà đi làm là cơn con cái cơm nước là chuyện rất bình thường đúng không nhưng mà hằng như hằng thì hằng chưa con các anh chị mà hằng cũng chưa có phải gọi là hằng cũng không phải ở dưới quê nữa cho nên thành ra cái việc dạy sớm với hằng nó khủng khiếp lắm nhưng mà hằng đã vượt qua được các anh chị hằng đã vượt qua được và đến bây giờ hằng đã dạy 5 giờ sáng suốt 6 năm trời thì liệu rằng ở đây là các anh chị ngay người ta nói là gì à, à, dậy sớm dậy sớm để thành công đúng không dậy sớm để thành công hằng nói với các anh chị nè à, thực ra là không có ai không có một cái bác học nào hoặc là không có một cái luận điểm nào chứng minh rằng dậy sớm là chắc chắn sẽ thành công không ai có có cái luận điểm đó các anh chị nhưng mà nếu như các anh chị không dậy sớm có nghĩa là các anh chị đã mất đi một cái cơ hội là cái người chắc chắn không bao giờ thành công Như cuộc đời này không các anh chị chưa bao giờ lịch sử chứng minh một cái cái gọi là một cái ca nào. À, chưa thấy bao giờ gọi là chưa thấy cái lịch sử chưa thấy bao giờ một cái ca nào gọi là không dậy sớm à, à, thành công mà lại không có sự dậy sớm các anh chị. Nên là tất cả những người thành công trên thế giới này họ đều dành cái thời gian dậy sớm để họ làm nhiều việc hơn, để họ học tập để họ phát triển được bản thân và họ vượt qua rất là nhiều những cái thử thách à, trong cái cuộc đời của họ và trong cái quá trình họ đi kinh doanh, được chưa? Cho nên là nếu như các anh chị mà chịu khó mà dậy sớm một tí vào lúc 5 giờ sáng. Ở đây mình không phải dậy sớm để mình nhậu nhẹt rồi mình hát hò mình vui chơi. Không phải. Mà 5 giờ sáng ở đây là 5 giờ sáng gì các anh chị? Là cái thời điểm các anh chị dậy để các anh chị có thêm thời gian để kiếm thêm thu nhập. Và mỗi cái việc 5 giờ sáng dậy của các anh chị là một cái giai đoạn mà nó giúp cho các anh chị hình thành được một cái thói quen. Thói quen của người thành công. Và khi chúng ta luyện tập được những cái thói quen của người thành công Thì các anh chị có cơ hội, có khả năng Và có rất nhiều những cái gọi là à, phần trăm để mình có thể thành công Đúng không các anh chị? Tại vì mình bắt trước và mình sao chép giống như những người thành công Đó là mình dậy sớm nè Mình biết cách đặt mục tiêu Ngày xưa mình chả biết đặt mục tiêu là cái gì Nhưng mà bữa nay mình vào Robby Mình dậy sớm được 5 giờ sáng Và mình có cái mục tiêu làm việc trong một ngày của mình rất rõ ràng và mình cũng tập thể dục nữa Ngày xưa mình chả bao giờ mình dạy sớm tập thể dục Mình lo con cái cơm nước xong là đi bốc mệt rồi Nhưng mà hôm nay mình dạy và mình bắt đầu Mình plăng mình tập thể dục các thứ Thì đó là một cái những cái thử thách đầu tiên Mà những người mới như anh chị là Cần phải cần phải vượt qua Được chưa? Thằng nói các anh chị á, là Thằng nói cái này nó hơi bị gọi là Nó hơi bị nhạy cảm Một xíu nha Thằng xin lỗi các anh chị Nhưng mà nếu như Nếu như các anh chị nha nếu như các anh chị muốn có nhà, nếu như các anh chị muốn có xe, nếu như các anh chị muốn thay đổi cái cuộc sống của các anh chị, muốn thay đổi cái túi tiền của các anh chị, muốn thay đổi cái tài chính của các anh chị, muốn con các anh chị có một cái ngôi trường học tốt hơn, muốn bố mẹ các anh chị có một căn nhà tốt hơn thì hàng nói cái việc mà các anh chị dậy sớm á nó là cái điều tất yếu mà nó là điều bắt buộc các anh chị nó không còn là một cái điều mà à, anh chị nên dậy sớm nữa mà hằng nói các anh chị nó là phải dậy sớm nhưng mà bắt buộc phải dậy sớm bởi vì các anh chị cái việc mà các anh chị không dậy sớm nổi 5 giờ sáng để các anh chị có thêm thời gian để lao động thêm và các anh chị học hỏi thêm từ những người đạt được cái kết quả tốt đúng không ạ thì liệu rằng các anh chị có kiếm được nhiều tiền không ạ hằng nói thật với các anh chị ở ngoài kia kinh doanh nó rất là khó khăn Hằng đã từng gọi là bị nợ tiền kinh doanh lên tới vài tỷ rồi các anh chị. Cho nên gọi là cuộc đời Hằng cũng trải qua rất là nhiều cái thăng trầm các anh chị. Làm rất là nhiều thứ và nó cứ trật lên đật xuống. Nhưng mà nói các anh chị cái việc mà mỗi cái việc mà dậy 5 giờ sáng mà mình còn không làm được nữa. Thì liệu rằng là mình có chống chọi hoặc là mình có vượt qua được những cái khó khăn mà trong gai. Mà cái trong cái hành trình kinh doanh nó mang đến cho mình không các anh chị. À, đúng không ạ? À? Đồng ý không các anh chị? Cho nên ở đây có bao nhiêu anh chị thấy đang có khoảng tầm 48 anh chị. Nếu mà trừ đi Hằng với mentor Hoàng Vũ đi là còn 46 anh chị đúng không ạ? 46 anh chị là anh chị chưa đạt được m 19 đúng không ạ? Chưa đạt được m 19 ở đây chỉ có 29 là Hằng và mentor Hoàng Vũ thôi. Thì bây giờ các anh chị muốn đạt được M9 đi là các anh chị làm cho hàng liên tục ít nhất là từ 3 đến 5 năm giống như hàng. Được chưa? Từ 3 đến 5 năm giống như hàng là cái đầu tiên, cái thứ hai á là các anh chị dạy 5 giờ sáng liên tục cho hằng cho đến khi nào các anh chị đạt được kết quả thì các anh chị làm được không ạ? À? Hằng chị nói sơ sơ như thế thôi, hằng chưa nói là các anh chị phải à phải bán được hàng phải uh, phải uh, uh, thuyết trình giỏi hoặc là phải uh, làm video tốt, hằng chưa cần cái đó nhưng mà hằng cần các anh chị là gì ạ? À? Chỉ cần duy trì cho hằng cái hoạt động là dạy 5 giờ sáng và liên tục như vậy trong vòng ít nhất là từ 3 đến 5 năm năm. Cuộc đời các anh chị sẽ thay đổi, bản thân các anh chị sẽ thay đổi, con người anh chị sẽ thay đổi và chắc chắn là tất cả những cái gì xung quanh của các anh chị, những cái điều mà các anh chị mong muốn, cái mục tiêu các anh chị mong muốn. hàng nghĩ rằng chắc chắn cái khả năng là nó thay đổi và nó phát triển tốt hơn, nó lên tới 90% lận các anh chị. 90% các anh chị sẽ đạt được những cái điều tuyệt vời. Đồng ý không các anh chị? Ok không ạ? Nếu như các anh chị đồng ý ở đây thì các anh chị hãy comment giúp cho hàng là tôi, à tôi cam kết là dậy 5 giờ sáng liên tục cho đến khi đạt được kết quả, cho đến khi đạt được mục tiêu, đúng không anh chị? Các anh chị hãy comment cho hàng để hàng thấy được cái sự quyết tâm của các anh chị. Đây là cái chia sẻ những anh chị mà nói với hàng là, hàng ơi bây giờ tại sao à, mình muốn gọi là được giống như hàng, à, có những cái kết quả tốt giống như hàng, đúng không? ạ Thu nhập của hàng thì hàng không nói nhiều nữa các anh chị, các anh chị cũng biết rồi đúng không? À, những lần trước thì hàng có chia sẻ rồi, đó thì rất là nhiều người mong muốn có một cái cuộc sống giống như hằng. nhưng mà hằng nói với các anh chị á, là <laughs> thằng chia sẻ bí kíp của Hằng ở đây đó là dậy 5 giờ sáng liên tục trong vòng từ chính xác mà Hằng đã dậy được khoảng tầm 3 năm đến 6 năm rồi các anh chị. 3 năm là Hằng đã bắt đầu có kết quả tốt rồi. À và à, năm thứ 4, năm thứ 5, năm thứ 6 là bắt đầu gọi là những cái giai đoạn sung sướng của cuộc đời mình á nó rơi vào cái 3 năm 3 năm cuối. Còn 3 năm đầu thì nó hơi chật vật một tí xíu. Nhưng mà Hằng đã liên tục dậy sớm vào 5 giờ sáng và đã liên tục là luyện cái kỹ năng bán hàng của mình học tập và phát triển liên tục như vậy liên tục trong vòng 6 năm suốt 6 năm trời <laughs> à, bao nhiêu anh chị cam kết thì hằng thấy đang có là bốn bây à, giờ tuổi sao giờ lên là 52 rồi à, là những anh chị đi vào trẻ đúng không thì có 52 anh chị thì hằng cần thấy bốn mươi à, mươi cái comment đúng không năm mươi cái comment của các anh chị nếu như anh chị không dám dậy 5 giờ sáng thì thực sự là nó là một cái sự rất là đáng tiếc rất rất là thiếu sót của các anh chị hằng phải nói như thế đó là kinh nghiệm của hằng nên là 5 giờ sáng đối với hằng nó là một cái nó cái giống như là hằng nói luôn nói với mọi người á là uh, cái điện thoại này này đúng không khi mình xài một cái điện thoại hoặc là mình xài một cái thiết bị công nghệ nào đó đúng không hay là máy tính này hoặc là xe máy hoặc là xe hơi hoặc là uh, tủ lạnh đúng không tất tất cả mọi thứ thiết bị công nghệ hoặc là những cái gì mà mình xài á nó cũng phải hao mòn đúng không các anh chị có cái gì xài mà không hao mòn không <laughs> các chị em phụ nữ ở đây là cũng biết, của các anh nam cũng biết đúng không? Trên đời này không có cái gì gọi là là không có sự hao mòn ấy các anh chị. Xài nhiều nó cũng phải hao. Nên là thành ra là gì? Là khi mà mình xài á là mình muốn muốn gọi là nó giữ được nó lâu á thì mình phải sạc điện, sạc pin, đúng không? Cái điện thoại của mình, đến cái điện thoại á là nó 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 xịn như vậy, nó ngon lành như vậy mà mình xài nguyên một ngày về nó cũng tắt pin, nó cũng sập nguồn. Mà sập nguồn thì có làm được cái gì không? Không. Thì cái việc 5 giờ sáng nó giống như cái việc các anh chị đang sạc cái điện thoại của mình Để đầu ngày ra là mình full full cái gọi là 100% cái năng lượng 100% cái pin Để mà mình có thể đi nguyên một ngày mình gặp khách hàng Nguyên một ngày mình bán hàng Buổi sáng các anh chị vào các anh chị nghe hiện chia sẻ Nghe chị Bích Liên chia sẻ Nghe những anh chị best seller giỏi chia sẻ Thì gì? Nguyên một cái ngày đó các anh chị có niềm tin Các anh chị có động lực Các anh chị có năng lượng Từ những cái người đó À, truyền cho mình đúng không thì mình sẽ đi bán hàng mình sẽ gặp gỡ khách hàng Nó hôm nay nghe hiện nói các anh chị thấy năng lượng không các anh chị thấy năng lượng không? các anh chị thấy có tự tin hơn không rõ ràng bạn hiện là cũng không biết gì nhiều đúng không nhưng mà bạn là gì bạn đi bán hàng bạn có kết quả như vậy một cách rất là đơn giản thôi à, nên là tự nhiên nghe câu chuyện của hiện xong cái mình cảm thấy là ok à, hiện làm được mình cũng có thể làm được vậy thì đó chính là cái nguồn năng lượng mà những best seller, những cái người mà người ta bán được hàng Người ta có những cái kết quả tốt Người ta sẽ chia sẻ các anh chị Và hầu như nó nằm trong 5 giờ sáng Được chưa? Đây là 5 giờ sáng là một cái chương trình nó rất quan trọng Và nghĩ là các anh chị muốn thành công được Thì các anh chị nên đi học 5 giờ sáng Và phải đi học 5 giờ sáng Phải đi học 5 giờ sáng Ok không các anh chị? Vẫn thấy đâu có khoảng tầm độ mới có 20 người thôi Đang có 50, 50 người mà mới có 20 người thôi Hẳn tin chắc rằng hai chục người này là hai chục người đang trong cái quá trình thành công đó các anh chị. <laughs> ok chưa ạ? Hai chục người mới có hai chục người thôi. Cần nhiều hơn các anh chị nhá Ok nha. Cam kết không các anh chị? Cam kết nha. Rồi, tiếp theo. Sau khi mà các anh chị à, mình học cái lịch năm giờ sáng, đúng không? Chúng ta sẽ một tuần chúng ta sẽ có lịch thứ hai và lịch năm giờ sáng. Thì chúng ta sẽ có thêm một cái lịch nữa. Đó là cái lịch à, định kỳ một tháng, à, một lần các anh chị một tháng một lần thì chúng ta sẽ có một cái lịch đó là à, lớp học là newbie pro đúng không ạ lớp newbie pro thì các anh chị cũng biết là cái lớp này là nó quan trọng từ chủ nhật vừa rồi các anh chị vừa được học đúng không ạ thì hằng sẽ không nói nhiều về cái lớp này nữa nhưng mà cái lớp này là cái lớp mà để giúp các anh chị gọi là hoàn thành chỉ tiêu chỉ tiêu cá nhân hoàn thành chỉ tiêu cá nhân là cái uh, chỉ tiêu uh, uh, bán hàng các anh chị chỉ tiêu cá nhân là chỉ tiêu bán hàng à, 6 triệu boy được không ạ? 6 triệu boy đúng không? Đây là cái mục tiêu đầu tiên trong cuộc đời kinh doanh Robby của anh chị các anh chị phải hoàn thành. Ngày xưa thì hàng không có cái này đâu. <laughs> Nhưng mà tại vì ngày xưa đâu có ai đào tạo cho mình đâu, đâu có lớp đào tạo gì đâu, các anh chị không có zoom zip gì hết đó. Tự học, tự làm, tự nghiên cứu, tự mày mò thôi, được chưa? Thì đây là một cái chương trình nó rất quan trọng các anh chị. Là một tháng mình chỉ có một lần thôi là lớp Newbie Pro nó sẽ là một cái lớp mà cho các anh chị được tổng quan tất cả những cái nội dung, những cái nền tảng và nó uh, tập hợp trong một cái chương trình để giúp các anh chị có thể là nắm được những cái kiến thức nền để kinh doanh nó hiệu quả hơn. Uh, thật ra là cũng chưa phải tất cả, nhưng mà đây là cái lớp giống như kiểu là basic, là cơ bản, là nền tảng và bắt buộc mọi người phải nắm rõ được cái này. Cho nên Newbie Pro là cái lớp mà các anh chị bắt buộc trong cái cuộc đời các anh chị là phải hoàn thành nha, phải hoàn thành, phải tham gia thì bao nhiêu anh chị vừa rồi đã tham gia vào cái lớp newbie pro các anh chị comment giúp cho hằng là đã tham gia được chưa? bao nhiêu anh chị mình đã tham gia vào lớp newbie pro rồi thì các anh chị comment giúp cho hằng là đã tham gia còn anh chị nào chưa thì comment là chưa được mà. À. anh chị nào mà đã tham gia rồi thì comment là đã tham gia còn chưa thì mình cứ comment là chưa được chưa? <laughs> oh hay quá <laughs> à, hầu như là các anh chị mình đã tham gia hết rồi đúng không? ok à, rất là tuyệt vậy thì bây giờ các anh chị à, các anh chị muốn nghe phần quan trọng không ạ <laughs> à, cái nội dung ngày hôm nay đó là hằng muốn chia sẻ với các anh chị là làm thế nào đúng không hôm trước mình học rồi hôm trước mình học cái lớp newbie pro này rồi đúng không thì bây giờ mình biết là như vậy đó biết là lý thuyết nó là như vậy đó biết là mình phải hoàn thành 6 triệu boy đó nhưng mà bây giờ làm thế nào để mình hoàn thành được cái này làm thế nào để mình có thể đạt được cái 6 triệu boy này trong vòng một tháng thì bây giờ à gọi là ca sĩ có hát hay không là nhờ tiếng vỗ tay của khán giả. Còn à, người chia sẻ, à, trainer có chia sẻ được hết gọi là moi hết ruột gan phèo phổi của Hằng ra có thể là chia sẻ cho anh chị hay không. Nó phụ thuộc vào cái năng lượng của các anh chị, nó phụ thuộc vào cái cái comment ở trong cái phần công tác của các anh chị. Thì Hằng cần thấy thật nhiều cái sự sẵn sàng của các anh chị hơn nữa là bao nhiêu anh chị sẽ cam kết tốt nghiệp newbie pro, các anh chị đánh dành chữ cam kết được không ạ? À? tôi cam kết đúng không ạ? Bao nhiêu chị cam kết là mình sẽ tốt nghiệp lớp Newbie Pro với 6 triệu boy trong vòng một tháng đầu tiên mà mình kinh doanh. Thì các anh chị hãy cam comment chữ cam kết. Nếu Hằng thấy chữ cam kết càng nhiều, Hằng sẽ có năng lượng để Hằng giúp cho các anh chị uh, có thể hoàn thành được cái mục tiêu này. Còn nếu anh chị mà chưa chưa có gọi là chưa có thằng chưa có thấy được cái nhiệt của các anh chị khát khao của các anh chị muốn hoàn thành được cái mục tiêu này đến mức nào thì hằng sẽ chưa có chia sẻ được chưa À, được chưa các anh chị? Ok chưa? À, bật mí các anh chị là Hằng cũng đã giúp rất 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 nhiều người hoàn thành cái 6 triệu boy này rồi. Cho nên cái việc mà mà mà, mà bán 6 triệu boy là nó kiểu như nó rất dễ. Nó dễ như là gọi là búng tay vậy đó các anh chị. Nó dễ vô cùng. Nó dễ nhăn kẹo. Nó dễ nhúng sữa các anh chị. Nó không nó không khó đâu. Cực kỳ nó, nó, rất là dễ luôn. Nhưng mà cái quan trọng nhất là bây giờ là Hằng cần phải thấy là cái, cái độ mà khát khao của các anh chị nó đến đâu thực ra 6 triệu boy á là các anh chị chỉ kiếm được cái mức thu nhập đâu đó nó rơi vào khoảng tầm từ 4 đến 5 triệu thôi. À, tức là thu nhập một tháng của các anh chị á khi mà các anh chị hoàn thành lớp 6 triệu boy á thì cái thu nhập của các anh chị nó cũng sẽ rơi vào khoảng 5 triệu thôi. À, nhưng mà có thể là 5 triệu đó đúng không? năm à, 5 triệu đó ở thành phố thì gọi như là cũng không bỏ không không dính vào đâu cả. Nhưng mà à, đối với những anh chị mà gọi là kiếm thêm thu nhập mà kiếm được 5 triệu á, đúng không? Kiếm thêm được 5 triệu đó là cái sự tuyệt, rất là tuyệt vời, đúng không? Nhưng mà <laughs> cái điều này nó phải được duy trì, đúng không ạ? Nó phải được duy trì từng tháng một, hàng tháng một thì như vậy các anh chị mới có nguồn thu nhập ổn định. Còn bây giờ các anh chị cứ kiểu như là ờ thôi thì mình cứ bán được tháng này, bán được tháng sau, bán không được thì thôi. Tức là ở Robby mình nó có một cái 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 cái, cái hơi bị gọi là hơi bị dễ dãi với các anh chị quá đúng không ạ nó hơi bị dễ dãi với các anh chị quá ờ, hàng nói là các anh chị á là ngày xưa á là khi mà hàng chạy uh, doanh số đó, là hằng phải vay mượn tiền Hằng phải vay mượn tiền lúc đó đang nợ ngập đầu rồi mà vẫn phải tiếp tục vay mượn <laughs> vay mượn khắp mọi nơi chỉ để gọi là ôm một ít hàng về livestream các anh chị ôm một ít hàng về livestream còn còn bỏ tiền chạy quảng cáo nữa còn bỏ ra một ít tiền để mà chạy quảng cáo và kiếm khách nữa các anh chị tức là hàng làm đủ trò hết xong rồi còn đi bán cho từng nhà từng khách hàng đi chào mời từng nhà xong rồi là còn lên lấy data lạnh để gọi xong rồi xong rồi còn lên facebook rồi kết bạn với người này người kia nói chung làm tá lã bùng minh làm đủ trò hết các anh chị để mà túc để mà mà gọi là đạt được cái doanh số 10 triệu đầu tiên tháng đầu tiên hàng bán tệ lắm hàng bán gì có được chưa đến 10 triệu một tháng à tháng đầu tiên của hằng là nó rất tệ luôn các anh chị bây giờ các anh chị nghĩ là hằng bây giờ hằng bán chắc bán hàng giỏi lắm đúng không nhưng mà xin thưa các anh chị hằng cũng bắt đầu là là bán hàng một tháng đầu tiên có 10 triệu và các anh chị mà hồi đó là chiết khấu có 15% phần mà tức là lời có một triệu rưỡi thôi bây giờ các anh chị được tới hai mươi mấy ba mươi mấy bốn mươi mấy phần trăm ngày xưa hằng chỉ có 15% phần mà rất là ít luôn nên là ngày xưa là cái động lực nó rất là là thấp rồi chẳng có nhà cung cấp nào nhiều để mà bán hết nhưng bây giờ các anh chị có rất nhiều sản phẩm để bán nên là đừng có dạy khờ mình chỉ bán một món nha, đừng bán một mình xong cũng đừng bán gọi là gì ạ, à? là một cái mi thôi, đừng bán một sản phẩm các anh chị, bán một sản phẩm là các anh chị đang tự giới hạn, giới hạn cái cái những gì mà mình đang có được chưa? À, Dropi là gì các anh chị? Dropi là một cái một cái sàn thương mại điện tử, một cái sàn thương mại, một cái trang thương mại điện tử, trang thương mại điện tử và nó đang có khoảng tầm hơn đúng không à? khoảng tầm là 3.000. SKU sản phẩm, SKU sản phẩm. thì theo các anh chị á là nếu mà các anh chị chỉ bán một sản phẩm thôi thì là hôm qua hằng có kể với cái cái gọi là cái marketing không đồng á, lớp marketing không đồng á thì hôm qua hằng có kể mà không biết team mình hình như là chắc cũng không ai đi học. À, ngày hôm qua thì hằng có kể với mọi người là gì? là ba của hằng á làm làm kể một câu chuyện rất là thật nha, là ba của hằng. À, cái này thì ai mà nghe rồi thì đừng có 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 comment trước nha, là ba của hằng các anh chị là một cái người rất là thân cận với hằng đúng không là gần như là tháng nào hằng cũng mua hàng mua dinh dưỡng mua đồ dùng cá nhân cho ba của hằng hết và gửi về cho ba của hằng nhưng mà các anh chị biết một cái sự thật đau lòng đó là gì cái lúc mà cái sản phẩm ogawa mới về á ogawa là máy massage các anh chị mới về thì lúc đó về khoảng tầm một tháng thì lúc đó hằng đang nghiên cứu cái sản phẩm thôi chứ hằng cũng chưa có 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 bắt đầu bán cái sản phẩm đó mà tự dưng là lúc mà lúc mà là Tết các anh chị hằng tính dự định là về nhà hằng sẽ hằng sẽ tư vấn cái sản phẩm đó cho ba của hằng mà mặc dù ba của hằng là một cái người rất là hay than các anh chị rất là hay than hay than kêu là trời ơi à, mỗi lần mà hằng nói là mua dinh dưỡng này kia thôi không có tiền đâu con ơi à, tiền đâu mà à, giờ nghe hư hưu rồi nên thành ra là giờ kiểu là tiết kiệm từng đồng để mà ăn uống các anh chị. Là, à, thôi tiền đâu mà muốn này muốn kia xong suốt ngày thích hàng với con gái thì hằng cứ nghĩ trong đầu là chắc là ba hằng không có tiền đâu nên là cái gì hằng cũng phải mua về mang về cho ba hết mà các anh chị biết không về tới nhà xong một phát một phát là thấy cái gì các anh chị biết không ạ à? kiểu hằng bị sốc cuộc đời hằng bị sốc luôn các anh chị là thấy một cái máy massage để ở trong nhà các anh chị xong hằng hỏi ủa cái máy massage này ở đâu ra vậy thì ba mới nói là cái massage này á bữa trước đi siêu thị xong bị à, ý là thấy rẻ quá xong rồi mua Rẻ là bao nhiêu trời ơi mấy chục triệu Mà kêu rẻ các anh chị Hình như là ba mươi mấy triệu á Trời ơi xong hàng kiểu hàng bị bị hàng kiểu Trời ơi sao ba nó ba không có tiền Mà sao bây giờ ba lại mua cái máy bắt xa ba chục triệu Trời ơi hàng bị sốc luôn các anh chị Hàng bị sốc luôn cuộc đời bị sốc luôn Xong rồi hóa ra là gì các anh chị Là kiểu như là lên siêu thị Xong ngồi sướng quá xong bị nó dụ Mua trả theo từng đợt các anh chị Trời ơi tôi muốn khóc luôn vậy đó <laughs> trong khi là lúc đó là là Ogawa mình có bán mấy massage cũng mấy 30 triệu nhưng mà được giảm giá chiết khấu là tới mươi phần 20 phần mấy phần trăm lần thì nó chỉ còn có khoảng tầm 20 triệu thôi đúng không mà mấy của mình là cũng dạng mấy xịn nữa mà mình còn có poi mà mình còn có doanh thu này kia nữa đúng không trời ơi các anh chị không thể ngờ được là ngay chính cái người thân nhất của mình người gia đình của mình đó mà còn đi mua sản phẩm bên ngoài thì ba hằng nó câu ủa ba đâu có biết con bán cái mấy này đâu ba tưởng đâu con bán mấy cái sản phẩm mà gia dụng cá nhân đồ thôi mấy cái đồ mà uống dinh dưỡng rồi thuốc rồi này kia thôi chứ ba đâu có biết là con có bán mấy cái này nữa đó là cái sai lầm của hằng các anh chị tức là ngay cả cái người 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 mà mình thường xuyên nói chuyện là ba của mình mà vẫn bị gọi là đi ra ngoài để mà mua một cái sản phẩm khác trong khi là con mình có bán các anh chị thấy đau lòng không một cái mấy mấy chục triệu luôn các anh chị, đau lòng không các anh chị? Đau lòng không? Nếu các anh chị tưởng tượng bây giờ cái người thân của các anh chị á, anh chị em, họ hàng, bà con, cô cháu, à, cô bác các kiểu đúng không? Ba mẹ của mình, bây giờ nghe ai nói cái này hay nghe nói cái gì hay cái xong cứ đi ra ngoài mua tầm bậy tầm bạ mẹ hằng cũng vậy các anh chị cứ nghe người này nói người kia nói là bắt đầu đi mua đủ thứ cái loại thuốc các kiểu về uống tầm bậy tầm bạ vô luôn các anh chị trước khi mà đến với Robby là mẹ hằng ba mẹ hằng là cứ đi nghe người này nghe người kia là mua tầm lum thứ hết sử dụng <laughs> mà không có một cái gì gọi là chứng minh khoa học à, rồi cứ nghe cái này xong rồi mua truyền tay nhau xong rồi mua chả có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng gì hết cũng mua đó là ba mẹ của mình mà còn như thế nha các anh chị Chứ đừng nói là những cái người thân xung quanh của mình Như anh chị em họ hàng cô chú bác Đúng không? Vậy thì bây giờ nếu thằng nói các anh chị nè Nếu những cái người khách hàng đó Mà họ nếu các anh chị chỉ bán một cái sản phẩm là gì? Là xăm thôi Hay các anh chị chỉ bán một cái sản phẩm là mi đu Hay các anh chị chỉ bán một cái sản phẩm gọi là Là mỹ phẩm hay là cái nào đó thôi Tức là các anh chị vào đây các anh chị chọn đúng một cái sản phẩm mà các anh chị bán Thì đó là cái sự sai lầm của các anh chị bởi vì ở trên Shopee có hàng nghìn sản phẩm. Tại sao mình chỉ bán một sản phẩm? Như vậy là mình đang giới hạn những gì mình có các anh chị. Mình đang giới hạn những gì mình có, đúng không? Nên là, là giống như hàng đó là các anh chị sẽ mất đi những cái người thân quen của mình là họ đã mua sẽ mua những cái sản phẩm khác. Trong khi đó là mối quan hệ của mình, đúng không? Ngày hôm qua Hằng kể với, với với mọi người là hàng nói với những anh chị em nói với những anh chị em mà mà đại lý á, hàng kêu là À, mọi người ơi à, mối quan hệ của mọi người đúng không bây giờ nếu như hằng nói các anh chị bây giờ các anh chị đám cưới đi ví dụ bây giờ các anh chị đám cưới đi hoặc là các anh chị uh, ở tân gia đi hoặc là con các anh chị là đầy tháng uh, thôi nôi đi thì theo các anh chị bây giờ các anh chị lập ra một cái cái danh sách đó, thì các anh chị lập được bao nhiêu người cho hằng hỏi là nếu như các anh chị bây giờ cho các anh chị là chuẩn bị gọi là đám cưới lại lần nữa đi <laughs> đúng không đám cưới lại lần nữa đi hoặc là tân gia này có cái nhà mới đúng không làm tân gia hoặc là đẻ thêm đứa con nữa cái bắt đầu là thôi nôi thì bây giờ các anh chị theo các anh chị nghĩ là các anh chị sẽ lập được một cái gọi là danh sách khách mời à, mời họ đến cái đám tiệc của các anh chị là bao nhiêu người các anh chị comment hàng hàng con số đi ạ à. comment cho hàng một con số đi <laughs> các anh chị comment cho hàng một con số đi ạ à. nếu như bây giờ mà các anh chị gọi là chuẩn bị đăng đám cưới chuẩn bị tân gia chuẩn bị gọi là đẻ con à, chuẩn con các anh chị chuẩn bị một tuổi đúng không đó thì theo các anh chị là các anh chị sẽ mời bao nhiêu khách mời đến cái buổi ngày hôm đó bao nhiêu các anh chị tệ nhất là phải 50 người đúng không tệ nhất là phải 50 người mà thường thường hàng thấy mấy đám cưới đó, trời ơi, không có cái đám cưới nào mà dưới 50 người hết trơn á các anh chị đúng không thôi nôi thì có thể dưới 50 người nhưng mà đám cưới và tân gia là ta nói là mời cả làng cả xóm từ đầu trên xóm dưới đúng không phải như thế không ạ à? có phải như thế không ít nhất là cũng phải năm mươi người trở lên Đám cưới là gì mà là gì có hai ba chục người Làm gì có đám cưới nào mà hai ba chục người Đúng không? Là một trăm người Ít nhất phải là mối quan hệ của các anh chị ngồi lọc Gọi là ngồi lọc hết toàn bộ những cái bộ não của mình ra Moi hết, lục lọi hết ký ức của mình ra Là mình sẽ mời được khoảng tầm ít nhất một trăm người Đúng không? Một trăm người đó chính là mối quan hệ của mình Nên đừng có ai mà nói với Hằng là không có mối quan hệ Được chứ không các anh chị? Vậy thì một trăm người, những cái người xung quanh của mình đó Một trăm người, những cái người xung quanh của mình đó thì theo các anh chị á là những người đó người ta những người đó là mình bao lâu nay mình đã đi tốn gì tốn tiền rồi đúng không mình đã đi thôi nôi của con họ mình đã đi đám cưới họ rồi mình đi đám cưới thậm chí những người lớn tuổi đi đám cưới con của họ luôn đúng không rồi xong rồi mình là gì nữa đi tân gia họ rồi nói chung là đi đám hỏi đám dỗ nó tất cả các đám là những cái người đó mình đã từng đi rồi nên khi đến đám cưới của mình mình phải nhớ ra họ để mình mời chứ đúng không mình phải lấy lại những gì đã mất đúng không các anh chị <laughs> đúng không mình phải lấy lại những gì đã mất chứ cho nên là nếu như mà để ngày hôm nay mà các anh chị mở app Pokémon và các anh chị gọi là đi bán hàng á cho những cái những cái khách hàng của các anh chị á thì cái người đầu tiên mà các anh chị phải bán ở đây đó chính là cái danh sách đó được chưa đó chính là cái danh sách mà các anh chị đã dành đúng rồi đó dành cả thanh xuân để đi ăn đám cưới để đi mừng tuổi để thế này thế kia các anh kiểu đúng không các anh chị mất bao nhiêu tiền rồi, cho mối quan hệ đó rồi, rồi sau sinh nhật nữa, ai chưa kể sinh nhật, sinh nhật đâu phải một năm, năm nào cũng sinh nhật, nó cứ tổ sinh nhật là nó tổ chức nó lại mời mình, đúng không? Sinh nhật rồi là kỷ niệm đồ các kiểu, con đà điểu là cứ lễ tiệc các thứ la lại phải tốn tiền, tốn tiền không tốn tiền đi phong bì thì tốn tiền đi đi nhậu, đúng không? Bỏ tiền ra một lần nhậu như vậy mấy trăm ngàn mấy anh em, ít nhất là còn phải hai trăm, ba trăm gì đó, mỗi lần đi nhậu là kiểu gì cũng tốn tiền. Vậy thì bây giờ có phải là mình đang chăm sóc những cái mối quan hệ của mình đó không? Đúng không? Bạn cấp 1, bạn cấp 2, bạn cấp 3, bạn đại học, rồi gì à? bạn đồng nghiệp, rồi gì nữa? Là bạn của chồng, bạn của vợ mình, rồi họ hàng anh chị em hai bên nội ngoại các kiểu con đà điểu. Đúng không? Tất cả những người đó mình đã bỏ tiền để mình xây dựng mối quan hệ. Thì đây là cái lúc mà các anh chị phải tận dụng. Đừng có nói chứ, đừng nói với Hằng là không có ai Không có Không có ai ở đây là không có mối quan hệ đó Có anh chị nào ở đây tự tin à, Gọi là Không tự tin Và nói rằng là Mình không có mối quan hệ không Comment cho hàng biết là Anh chị nào mình cảm thấy là Mình Mình Có ít mối quan hệ Và mình không có mối quan hệ luôn Các anh chị comment giúp cho hàng Là các anh chị không có mối quan hệ luôn Để hàng chỉ cho các anh chị <laughs> Có anh chị nào ở đây Cảm thấy là mình không có mối quan hệ luôn không Hằng nói là không có mối quan hệ Chỉ có nước là gì các anh chị là lên núi tu thôi, đúng không? Tức là những người mà kiểu là 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 sư thầy á mà kiểu là bỏ lên núi và trốn trong hang trong hốc đó các anh chị, mới là những người không có mối quan hệ. <laughs> đúng không? Thì bây giờ phải lên đến núi là ở một mình gì có bạn bè với chim chóc rồi cây cối rừng rú thôi. Đúng không? Nên là gì cái chuyện mà các anh chị nói là không tìm ra mối quan hệ để bán hàng á là không có khách hàng tiềm năng á, không biết bán cho ai, đó là cái điều mà nó không đúng đó các anh chị nó không đúng hoàn toàn nó vô cùng là phi lý luôn đúng không nó vô cùng phi lý luôn <laughs> đúng hay là 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 sai các anh chị có thể comment giúp cho hàng được không ạ đúng không ạ cái chỗ này là cái chỗ mà hàng phải phải thay đổi cho các anh chị đầu tiên nó phải là cái cái mà các anh chị phải tận dụng ngay lập tức đó chính là cái nguồn danh sách nóng của các anh chị à, bây giờ sản phẩm trên robby app robby này ngon không tốt không xịn không chất lượng không ít nhất thằng nói các anh chị nè nguồn gốc xuất xứ cực kỳ rõ ràng đúng không ít nhất là cái nguồn gốc xuất xứ của những sản phẩm trên kệ dropi nó rất rõ ràng đúng không nào bình thường mình mua hàng những cái sàn khác á là mình ra ngoài mình mua mình đâu có biết à là à cái này có thực sự là nó tốt hay không mình đâu có biết đâu tại vì mình không được kiểm định chất lượng nhưng mà mua trên sàn dropi là cái đầu vào của nó rất khó các anh chị sản phẩm là nhập khẩu từ công ty hoặc là sản xuất tại công ty nào đó chứ không phải là những cái sản phẩm mà kiểu dạng bán là kiểu như là kem trộm hay là sách tay đâu các anh chị, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không phải như thế. Không phải là thuốc gia truyền đâu các anh chị mà được đưa lên kệ Robby đâu cũng có. Là đều có nguồn gốc xuất xứ rất rõ ràng và được kiểm duyệt rất đầy đủ, giấy tờ thì mới được đưa lên. Các anh chị muốn cung cấp giấy tờ là nhà cung cấp họ họ sẵn sàng họ đưa giấy tờ cho các anh chị luôn. Cho nên cái chuyện á mà các anh chị bán hàng á là các anh chị đang có một cái niềm tin phải tuyệt đối và những cái sản phẩm trên kệ rugby là hằng nói các anh chị đang bán những cái sản phẩm rất chất lượng nên nếu như mà các anh chị nói là các anh chị là uh, bây giờ mình mình uh, mình ngại mình không dám bán hàng mình không dám chia sẻ thì hằng nói với các anh chị là đó là cái sự sai lầm của các anh chị mình đang mang đến những cái sản phẩm rất là chất lượng rất là chất lượng đến cho những cái người thân của mình đến cho những cái mối quan hệ của mình đúng không đến cho khách hàng của mình thì bây giờ là cái thời điểm mà các anh chị phải bán và những cái sản phẩm nhân kệ ví dụ như anh nói nha. Bây giờ này, về nhà này các anh chị làm một cái thao tác đơn giản thôi. Cái việc đầu tiên các anh chị về nhà các anh chị làm một thao tác đơn giản cho hàng thôi. Cái này là nó sẽ nằm ở trong cái gọi là bước 2. Bước 2 đúng không? Bước 2 của 7 bước thành công. Cái bước số 2 này nó sẽ là như thế nào các anh chị biết không ạ? <laughs> bước số 2 nó thì nào à, đó là chính là mình sẽ trải nghiệm à, trải nghiệm dịch vụ à, và sản phẩm của Robby, app Robby, được chưa? App Robby Mon, được chưa? thì cho hàng hỏi là có bao nhiêu anh chị mình đã và đang đặt hàng trên app Robby Mon, các anh chị comment cho hàng là tôi được không ạ? À? Có bao nhiêu anh chị là mình đã đặt hàng và mua hàng cũng như là trải nghiệm cái dịch vụ đặt hàng trên app Robby Mon cho chính bản thân mình thì các anh chị comment là tôi, còn anh chị nào chưa thì comment là chưa, đúng không ạ? À? <laughs> hằng xem thử là có ba anh chị đã làm được cái điều này rồi. <laughs> oh, có rất là nhiều anh chị đang comment lên à tôi đúng không? Vậy thì hằng nói các anh chị nè, ở đây này cái mà mình phải bán, cái mà mình phải bán cho khách hàng không phải là một sản phẩm, mà là mình đang bán một cái ứng dụng có hơn 3.000 SKU sản phẩm, SKU là đơn vị sản phẩm. Có nghĩa là các anh chị đang sở hữu một cái lượng lớn khổng lồ, một cả một cái kho hàng rất lớn với rất nhiều thương hiệu. Đình đám, đúng không? Rất nhiều công ty, rất nhiều thương hiệu và sản phẩm. Các anh chị có biết ở trên kệ Robby, Robby của mình có sản phẩm cho những cái đứa trẻ không, những cái trẻ em không? Đúng không? Rồi các anh chị có biết là trên app Robby của mình có những cái sản phẩm là chăm sóc vệ sinh cá nhân không? Ví dụ như là sữa tắm, ví dụ như là dung dịch vệ sinh không? Các anh chị có biết là xịt khử mùi, xịt thơm hôi hơi uh, gọi là xịt khử mùi uh, lăn nách đó. À, với uh, hồ, uh, giảm mùi hôi chân, hôi tay. À, rồi mùi hôi cơ thể. Các anh chị có biết không? Rồi trên kệ mình các anh chị có biết là nó có luôn những cái sản phẩm như là lau chùi nhà bếp không? Các anh chị có biết có kem đánh răng không? Các anh chị có biết có nước xúc miệng không? Các anh chị có biết là là trên kệ rugby của mình có rất 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 nhiều thứ vô vàng, hằng hà xa số kể cả nước mắm, kể cả gạo hằng nó nhà hằng nó như một cái siêu thị Robby. Nhà hằng nhiều rất nhiều đồ của Robby các anh chị. Cái gì mà ngày, mỗi ngày hằng có một cái cái gọi là một cái um, cái niềm vui sở thích đó là cứ hằng cứ hàng tuần là sẽ lên cái app Robby và hằng sẽ lướt lướt lướt, lướt để hằng xem cái có cái gì mới để hằng mua các anh chị. Tại vì uh, nhà của hằng thì nó sẽ lâu lâu nó sẽ hết nước mắm, lâu lâu nó sẽ hết bột uh, nước giặt, lâu lâu nó sẽ hết nước rửa chén thì mình cứ lên trên siêu thị Robby mình mua Cái gì ha. Thay đổi nhãn hiệu tiêu dùng được chưa? Đầu tiên đó là trải nghiệm cái dịch vụ mua sắm Bởi vì mình phải là cái người trải nghiệm đầu tiên Chứ mình còn chưa biết cái Rappi Robbimon là đặt hàng nó như thế nào Thì làm sao mình tư vấn cho khách hàng được Đúng chưa? Thì cái bước đầu tiên các anh chị Cái bước thứ hai các anh chị phải trải nghiệm Chính bản thân mình Chính bản thân mình là phải thay đổi Thay đổi cái nhãn hiệu à, Tiêu dùng tại nhà của mình Được chưa? bản thân mình phải thay đổi cái nhãn hiệu tiêu dùng tại nhà của mình. Ví dụ như bình thường các anh chị đang xài nước mắm, uh, chinh su hay ta gì đó đúng không? Uh, thì bây giờ lên trên app của Robby đặt thử một cái nước mắm đúng không? Đặt thử một cái nước mắm rất là ngon. Nước mắm của mình nước mắm nguyên chất các anh chị, mắm cá cơm nguyên chất. Rồi tiếp theo ví dụ như bình thường mà ở nhà các anh chị đã từng ăn gạo ở bên ngoài chợ đúng không? Giờ thử lên app Robby đặt một cái gạo ST25 ăn thử coi như thế nào rất ngon, rất dẻo, rất mềm, rất thơm là gạo xịn, được chưa? Rồi ví dụ như mà các anh chị đã từng đánh kem đánh răng BS Colgate, Sensodyne ở ngoài rồi thì bây giờ thử lên trên app Robby đổi thử một cái nhãn hiệu. Kem đánh răng hết rồi lên đổi thử một cái nhãn hiệu là kem đánh răng trên kệ Robby. Thằng đảm bảo các anh chị kem đánh răng Robby là có tới mấy cái mùi hương luôn nào dừa nào thơm rồi nào cam chanh rồi nào uh, là than tre nói chung là đủ màu hết ở nhà hàng là có đủ một list gọi là mỗi cái kem đánh răng là có một vị khác nhau là hàng mua đủ vị hết luôn các anh chị đúng không rồi còn có bàn chải đánh răng rồi có cả nước xúc miệng rồi có cả gì, sữa tắm sữa tắm là không có mua một chai đâu các anh chị mà con gái mình thích thích sữa tắm đúng không là mình sẽ mua tới mấy mùi luôn ví dụ như vậy đúng không mà, một cái da sữa tắm nó bự lắm các anh chị nhiều khi mình xài da sữa tắm của phú thái xài hoài nó không hết luôn các anh chị thì mua về cả nên mình cũng xài đúng không cái da sữa tắm mình có nam sữa tắm cho nữ rồi dung dịch vệ sinh nè nói chung là rất nhiều thứ vậy thì bây giờ mình chỉ cần làm một đúng một việc thôi là mình hãy thay đổi cái nhãn hiệu của mình đã hằng không nói là các anh chị mua sản phẩm để mà các anh chị bán hàng chưa nói đến cái mức đó nhưng ít nhất là các anh chị phải thay đổi được cái nhãn hiệu tiêu dùng của các anh chị cái đã bởi vì đó chính là cái mà giúp cho các anh chị hái ra tiền được chưa các anh chị thay đổi nhãn hiệu đó là cái mà giúp cho các anh chị kiếm ra tiền đầu tiên đồng ý không các anh chị nếu mà đồng ý comment là à, ok lên phần công chắc giúp cho hàng đó, tương tác nhiều vào xíu các anh chị để kiểu là giờ này nó cũng hơi buồn ngủ rồi đó bây giờ mà hàng nói mà các anh chị chìm sâu vào giấc ngủ là hàng nói là <laughs> cũng hơi mệt đó đúng không tại vì nó chưa đến cái phần hấp dẫn đâu chưa đến cái phần là là là, là kinh tế là kêu và tính mà mới cái phần gọi là hướng dẫn à, mới cái phần dạo đầu nãy giờ mới có tầm 45 phút à <laughs> đấy được chưa các anh chị ok chưa ạ à? thì cái việc đầu tiên các anh chị phải làm đó là bản thân của mình phải thay đổi cái nhãn hiệu tiêu dùng tại nhà của mình cái đã được chưa? Cây bánh răng này, nếu ở nhà mình đi một vòng Nếu mà nhà, ở nhà mình mình là người phụ nữ ở nhà thì mình thoải mái rồi mình Đi một vòng mình xem mình thiếu gì mình lên siêu thị Robby mình mua Thay vì ra ngoài mình mua thì bây giờ mình hãy thay đổi nhãn hiệu Còn nếu như mình là các anh nam thì mình về nhà mình hỏi em ơi Nhà mình đang hết cái gì, gần hết cái gì em cứ list ra một loạt ra cho anh thì anh sẽ mua à, anh sẽ mua những cái đồ này này mình đổi cái nhãn hiệu này rất là chất lượng rất là xịn mình mua mình xài thử tại vì cái này là nhãn hàng công ty của anh mình mua xài thử sau rồi mình sẽ lấy cái sản phẩm đó mình bán luôn các anh chị được chưa thì cái sản phẩm mà các anh chị sử dụng á sản phẩm mà bản thân mình sử dụng này à, đó chính là cái gì các anh chị đó chính là cái gì biết không ạ đó chính là cái cái gọi là cái cái công cụ để mình bán hàng được chưa nó được gọi là cái công cụ bán hàng nha lấy hàng nó không phải là các anh chị mua một cái chai nước giặt hay là mình mua cái chai sữa tắm về là mình tắm coi thử là nó có khác nó xài cho nó vui cho nó 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 có thôi. không phải chai sữa tắm ở đây mình xài cái nước giặt đồ ở đây mình xài cái nước mắm mình xài cái gạo mình ăn ở đây á nó không phải là để chỉ xài cho vui cho xịn hơn không phải như thế mà là xài để mình kiếm thêm thu nhập mình ăn một chai nước mắm là mình đặt mục tiêu mình bán ba chai được chưa? Mình uh, gọi là mình uh, tắm một cái chai sữa tắm là mình đặt mục tiêu mình bán 5 chai sữa tắm cho 5 người xung quanh, được chưa? Rồi, mình ví dụ mình giặt một cái chai nước giặt đồ thì mình đặt mục tiêu là mình bán 10 chai nước giặt đồ cho mấy ông bà hàng xóm. Ok không các anh chị? Hình dung chỗ này không? Nó là công cụ để các anh chị đi bán hàng. Nên là gì? Không phải là chỉ mình đặt về để mình xài không mà nó sẽ dùng cái cái sản phẩm mẫu đó để mình vừa live stream nè mình vừa đi offline là mình lấy cái mẫu thử ra, à, mình đề môi khách hàng ngày xưa hằng mua đúng một bộ mỹ phẩm tại vì hồi đó nghèo quá, hồi đó là sinh viên rất là nghèo luôn các anh chị, là mới ra trường là đi làm vài năm thì chỉ kiếm đủ tiền để ăn thôi, chứ không có gọi là, là kiếm được nhiều tiền. thì lúc mà hằng mới đi làm, làm ngành bán hàng đó, là hằng đặt một cái bộ mỹ phẩm các anh chị và hằng quyết tâm là hằng sẽ gọi là hằng sẽ lấy cái bộ mỹ phẩm đó để hằng thay đổi cái làn da của hằng, mặt hằng da hằng lúc đó rất là xấu luôn và hằng rất là thích cái ngành này cho nên hằng bắt buộc hằng phải cải thiện cái làn da của mình thì hằng quyết tâm hằng đặt một cái bộ mỹ phẩm sau đó về hằng chăm sóc làn da của hằng nghiên cứu công thức để mà chăm sóc da sau đó hằng mang chính cái bộ mỹ phẩm đó và hằng đi hằng đi gọi là gặp ai hằng cũng đè ra hằng thoa thoa chét chét là hằng demo cho khách hàng luôn à, nên là nếu như mà các anh chị mình ở đây á mình có công cụ bán hàng đó chính là những cái sản phẩm mình xài ở nhà mình đưa nó ra thành một cái chai chiếc nhỏ hoặc là mình gọi là lấy cái size mini thì các anh chị cầm ví dụ như cái chai nó ví dụ như cái chai đây đây là một cái chai mà một ví dụ cho các anh chị thấy là cái chai xịt khử mùi các anh chị nói chung là ở đâu mà có mùi là xịt vô chỗ đó không phải là cơ thể mình nha cái này là xung quanh nhà tức là ví dụ như toilet hay là bếp hay là mình đi xe hơi đúng không hoặc là tủ giày nói chung là bất kể chỗ nào mà nó có cái mùi hôi đúng không là mình sẽ dùng cái này khử mùi hôi và cái này rất là ok rất là xịn các anh chị thì cái chai này nó rất là nhỏ như vậy thì mình có thể cầm để mình có thể đi demo đúng không rồi ví dụ như mà nếu như mà các anh chị bán những cái sản phẩm về à, mỹ phẩm đi hoặc là sữa tắm hoặc là à, cái gì gì đó son môi hay gì đó thì mình cũng có một vài cái sản phẩm mẫu để mình cầm theo bên người để mình gặp ai mình cũng lôi ra mình nói hết mình lôi ra mình bán hết mình lôi ra mình tư vấn đúng không thì đó là cái mà các anh chị cần phải có là bộ công cụ bán hàng chính là cái sản phẩm mà mình thay đổi cái nhãn hiệu tiêu dùng của mình ở nhà được chưa các anh chị đó rồi à, hàng kể các anh chị nghe nữa đó là hàng có một cái chị đại lý là lúc đầu hai tháng đầu chị không bán được một cái đơn nào luôn các anh chị hai tháng trời không bán được một cái đơn nào luôn xong chị nói là hàng ơi thôi chắc là chị nghĩ là chị sẽ không phù hợp chị không phù hợp với kinh doanh online rồi tại chị lớn tuổi rồi chị đâu có biết làm mấy cái này đâu ừ, mấy cái này khó quá à các anh chị biết không cách sử dụng app mà hằng còn phải ngồi hằng gọi video call hằng hướng dẫn rồi hằng thậm chí hằng hướng dẫn hoài không được hằng bực quá xong rồi hằng phải lấy luôn cái tài khoản của chị để hằng đăng nhập vô máy của hằng hằng hướng dẫn cho chị làm luôn hằng làm nhầm chị luôn các anh chị tức là chị mù công nghệ không biết cái gì hết rất là chậm luôn và bán hàng cũng chưa có kinh nghiệm nữa và hai tháng trời đầu không biết bán hàng các anh chị không bán được một, một cái đơn cũng không luôn các anh chị một cái đơn trăm nghìn cũng không bán được xong rồi hằng mới kêu là chị ơi À, bây giờ chị thích cái sản phẩm nào bây giờ chị khách hàng của chị là quan tâm sản phẩm nào em sẽ uh, em sẽ cho chị một vài cái sản phẩm để chị có thể là uh, đi quanh 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 chị xem thử là khách hàng của chị là quan tâm đến những cái sản phẩm nào nha đây là những cái sản phẩm hot hot trên kệ của mình chị có thể quan tâm thì bắt đầu hàng lúc này hàng mới giới thiệu ra một số cái sản phẩm thì chị ấy là chị đặt một cái um, uh, cái máy uh, máy 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 ép chậm anh chị chị đó là thích máy đồ gia dụng công nghệ tại vì chị thích nấu ăn thế là chị đặt một cái máy ép chậm về là ngày nào chị ấy cũng vào lớp marketing không đồng chỉ học là học cách livestream á, xong thằng nói chị ơi bây giờ chị chỉ làm đúng dây một việc như này không? không cần quay video, rồi gì hết á chị làm đúng dây một việc thôi. Mỗi ngày chị ép cái món gì thì chị cứ đem cái máy của chị ra bật cái nút livestream, rồi sau đó chị làm cái gì thì chị cứ livestream lại hết cho em, không cần quay video, không cần chỉnh sửa, edit các kiểu luôn, cứ bấm cái nút lên một cái là phát livestream là chị làm cái gì chị cứ cứ đấy lên, đúng không? À, là thế là chị các anh chị biết không, mỗi ngày chị ấy ép một món nước ép khác nhau và chị ấy để trong cái máy 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 điện thoại chị ấy live stream mỗi buổi sáng chị ấy ép cái gì là chị ấy sẽ ngày ép cái này ngày ép cái kia. Thế là chị ấy lăn lên như vậy. Và mỗi ngày các anh chị ấy live stream như vậy là các anh chị biết không là kết quả tháng đó chị ấy bán được 80 triệu tiền hàng. Tháng thứ ba bán được 80 triệu tiền hàng các anh chị. Chị ấy bán được mỗi hằng nhớ hình như là bán cũng được năm năm cái máy ép chậm hay sao á năm sáu cái gì đó nói chung là đại loại là chị ấy bán rất là tốt ở nhưng mà ở tháng thứ ba các anh chị nha đó là chạy cũng vất vả cũng hai tháng đầu chạy giật lắm luôn ấy à, thì bắt đầu tháng thứ ba mới bán được giống như, 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 loan đúng không loan cũng là thánh livestream này các anh chị là mua cái nồi chiên 3 năm đó quay chụp bán bao nhiêu cái các anh chị thấy không tức là cái việc các anh chị chỉ cần làm sao các anh chị phải có cái công cụ bán hàng bằng những cái sản phẩm mà các anh chị tự xài ở nhà khách đến nhà chơi thì mang nó ra mà demo còn nếu như mà mình đi ra ngoài đường thì mua những cái loại gì mà nó nhỏ nó gọn á bỏ trong túi của mình được mình xách theo một cái bịch giống như anh nhân á anh lê nhân anh chị anh đi đâu anh cũng xách theo mấy cái sản phẩm trên kệ robbie anh bỏ sẵn trong cái cốp xe của anh. anh cứ mà gặp một cái người nào đó là anh mở cái cốp ra anh lấy đồ ra đồ nghề ra xong bắt đầu anh bày ra đầy bàn luôn phụ <laughs> nữ là cứ xong môi với dưỡng da các kiểu là anh đầy ra đầy bàn luôn anh cũng là một trong những bác thì các anh chị sẽ thấy là gì? Là những người bán bán hàng giỏi á, bán hàng xuất sắc người ta luôn có sản phẩm thủ ở bên bên mình. Rồi có xem cái app Roby Mall nữa. Thế là cứ bật lên cái là demo. Ôi mày biết gì chưa? Dạo này có cái app này hay lắm là đang bán những cái sản phẩm ok vô cùng luôn. Đó giờ mày mày chưa mua hàng của Roby à? Trời ơi đúng là một cái sự thiếu sót của mày mày chưa biết cái này là hơi bị là gọi là à, gọi là hơi bị lạc hậu ấy nhá <laughs> đấy thế bắt đầu là mới lôi cái app ra lôi cái sản phẩm ra đây này tao xài thường ngày xưa tao cũng hay mua trên mấy cái cái sàn khác lắm nhưng mà bây giờ là tao mua qua cái sàn này hết rồi mua cái app này hết rồi đây tao chỉ cho mày coi xong mở cái app lên rồi demo demo cho nó coi xong rút cái sản phẩm ra xịt 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 rồi thoa 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 tho. nói chung là làm đủ trò hết được chưa là cái gì bán được ít nhất á, ít nhất nha là người ta sẽ ấn tượng trong đầu nếu mà họ là bạn của anh chị á họ sẽ ấn tượng là à hình như cái bà này trước đây là bà có nói với mình về Robby nếu như mà vô tình ở một đâu đó đồng nghiệp của họ hoặc là anh chị em của họ cũng kinh doanh Robby hoặc là cũng bán những cái sản phẩm như vậy thì họ sẽ kêu ơ hình như cái này quen quen hình như mình đã từng được bé hằng này nó giới thiệu rồi thì phải à thì ra là Robby thế thì bắt đầu lúc này các anh chị ạ à, nếu như mà các anh chị có mối quan hệ tốt với họ thì các anh chị sẽ giữ được khách hàng đó người ta sẽ quay lại người ta mua hàng của chị nhưng mà nếu như các anh chị gọi là không nói luôn tức là không nói gì hết luôn tức là là các anh chị kinh doanh trong một cái gọi là gì uh, uh, kinh doanh trong một cái gọi là gì uh, thầm lặng kinh doanh trong một cái gọi là một cái sự im lặng giống như kiểu là mình mình làm cái công việc gì mà nó vi phạm pháp luật mà mình lén lút các anh chị <laughs> là, là các anh chị đang 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 gọi là đang bị uh, bị bị tư duy bị sai lệch các anh chị nha tức là các anh chị kinh doanh mà các anh chị cứ sợ sợ là nói ra người ta biết là mình đang làm đó là cái đó là các anh chị phải bỏ ngay cho hằng bỏ ngay và luôn cho hằng được chưa các anh chị ok chưa nên là gì là mình đầu tiên mình phải thay đổi cái sản phẩm nhãn hiệu trong gia đình của mình và đó là công cụ bán hàng đó chính là cái bước số 2 được chưa là các anh chị phải nắm được cái chỗ này và sau đó khi mà các anh chị có được cái sản phẩm này rồi thì cái bước số 3 của mình đó các anh chị là mình phải lập một cái gì? Lập một cái danh, lập một cái à, mục tiêu. Tức là các anh chị phải lên được cái mục tiêu cho chính mình. Ví dụ như, à ok, thì cái mục tiêu ở đây là chung với nhau rồi. Là chúng ta phải tốt nghiệp là 6 triệu boy. Đúng không? Thì với 6 triệu boy thì nó sẽ tương đương với lại cái gì ạ? 6 triệu boy nó sẽ tương đương là gì? 15 triệu. 12 đến 15 tùy vào sản phẩm. 15 triệu doanh số bán lẻ đúng không là doanh số khách hàng á được chưa thì từ 12 đến 15 triệu doanh số bán lẻ là tương đương với 6 triệu boy thì cái mục tiêu này các anh chị phải hoàn thành trong một tháng được chưa các anh chị phải nắm được cái mục tiêu này cho hàng rồi với cái mục tiêu này thì chúng ta sẽ có một cái kế hoạch bán hàng như thế nào kế hoạch bán hàng được chưa các anh chị phải lập ra cho hàng một cái kế hoạch bán hàng và cái kế hoạch bán hàng này nó chỉ thành công khi và chỉ khi các anh chị có cái sự gì ạ? À? hành động. Được chưa? Có cái sự hành động. Còn nếu mình mình ngồi mình đặt mục tiêu hô hào cho xịn vô cho cố vô cho, cho 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 năng lượng vào đúng không? hùa theo người ta thôi. Nhưng mà cuối cùng là mình không có làm, mình không có lên kế hoạch, mình không có hành động thì nó cũng không có ra được kết quả. Nên cái này nó là cái lý thuyết. Cái cái vấn đề là ở chỗ là sau khi mà buổi này hàng nói xong các anh chị phải ngồi tự làm cái kế hoạch đó có thể ngồi cùng với cái người cốt cái người hỗ trợ của mình hoặc là mình tự làm cũng được nhưng mà mình phải có một cái kế hoạch bán hàng cho riêng bản thân của mình thì cái kế hoạch này nó nhằm thực hiện cái mục tiêu là gì 15 triệu doanh số bán lẻ trong một tháng các anh chị nha bằng mọi giá là phải hoàn thành cái hàng trong một tháng bằng mọi giá các anh chị nha phải hoàn thành trong một tháng rồi thì cái kế hoạch bán hàng này nó sẽ xoay quanh cái việc là các anh chị là lập cái danh sách khách hàng ờ à. Cái gì nữa? Bán hàng mà không có khách hàng thì là, là bán cho ai? Vậy thì ở đây có phải là mình phải ngồi lập danh sách khách hàng không? Cái việc lập danh sách khách hàng nó cực kỳ quan trọng. Nhưng lúc nãy Hằng có nói với các anh chị, để mà các anh chị có thể là gọi gì ạ? À? Lấy lại những cái gì mình đã mất, đúng không? Thì danh sách khách hàng là cái điều cực kỳ quan trọng. 100 cái khách hàng mà các anh chị nghĩ rằng là gì? Nó xuất hiện đầu tiên trong cái gọi là gọi là <laughs> trong cái thời điểm hiện tại của các anh chị, ngay cái thời điểm hiện tại, các anh chị ngay trong đầu của các anh chị đó, ngay trong đầu bây giờ nó xuất hiện ra một cái là ở ừ, trong đầu mình ngay lập tức cái người đầu tiên mình nghĩ ra đó là ai, người thứ hai là ai, người thứ ba là ai mình phải lập ra. 100 danh sách khách hàng đầu tiên trong đầu. Rồi, cái danh sách khách hàng này nó sẽ bao gồm cái gì các anh chị? Nó sẽ bao gồm cái gì? À, tới đây các anh chị nắm được chưa? À, các anh chị có theo kịp không ạ? À? Hằng có nói nhanh quá không? Nhanh quá không các anh chị ok không ạ? À? <laughs> Nhớ nha Lên app Robby Nhà thiếu gì Đặt hết về cho Hằng Vừa xài mà đem đấy cái đấy vừa bán luôn Đúng không Giống như lúc nãy Hiện nói là gì Trời ơi, cái này em xài rồi em cũng bị thần yếu <laughs> Em cũng xài rồi đó phải Xài rồi thì mới ok chứ Em cũng bị xương khớp em cũng xài rồi Đúng không Đó Thì, thì ít nhất là Hằng không nói là các anh chị phải mua mấy cái sản phẩm là thực phẩm chức năng rồi nhiều đâu nhưng mà ít nhất là mấy cái như là sữa tắm, dầu gội đầu nè Rồi kem đánh răng, nước giặt đồ, nước rửa chén, nước lau nhà Rồi nước xúc miệng, rồi nào là sữa rửa mặt Nào là uh, nước lau chùi nhà bếp Nào là gạo, mắm, muối, trà, cà phê Những cái đồ đó nó rất là dễ, nó rất là hàng ngày luôn Nó là hàng tiêu dùng Nên là không có khi nào mà mình không cần thiết hết trơn á Có ai ở đây không đánh răng không? <laughs> có ai ở đây mà không tắm không có ai ở đây mà không gội đầu không nếu mà có thì 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 comment cho thằng biết nha <laughs> để hàng trục xuất khỏi thế giới luôn chứ còn mà hôi như thế thì lại gần hàng thì hằng phải né đấy đúng không nên là gì ở đây không có ai mà không đánh răng không rửa mặt không giặt đồ không tắm rửa ấy, các anh chị thì cái việc mà các anh chị cần phải có những cái sản phẩm đó trong gia đình của mình là chuyện rất bình thường bình thường như con đường hộp sữa ok ha rồi kịp không ạ? À? Rồi 100 khách hàng đầu tiên trong đầu của mình nhảy số ra 100 khách hàng đầu tiên. 100 ông nào đầu tiên xuất hiện ra trong cuộc đời của mình thì á, những ông cái ông nào mà mình đã mất đúng không? Thì bây giờ là mình phải kiếm lại từ ổng, đúng không? Người ta nói là gì? Hằng có một câu dành tặng cho các anh chị nè. Dành tặng này các anh chị. Mất tiền ở đâu thì kiếm tiền ở đấy. Được chưa? Được chưa? Câu này dành tặng các anh chị nha. Mất tiền ở đâu kiếm tiền ở đấy. Ok chưa các anh chị? <laughs> thử nghĩ xem từ đó giờ mình mất tiền ở đâu rồi mấy thằng bạn của mình nè à, à mấy đứa bạn của mình nè à, rồi mấy anh chị em dòng họ nè à, đúng không từ xưa đến giờ mình đã mất bao nhiêu tiền vào cho nó rồi thì bây giờ mình phải kiếm lại tiền từ tụi nó đúng chưa <laughs> mất mất tiền ở đâu thì kiếm tiền lại ở đấy ok cho các anh chị thì đó là cái câu hàng dành tặng cho các anh chị để các anh chị có niềm tin mạnh mẽ động lực mãnh liệt mà đi bán hàng rồi trong cái danh sách đó các anh chị sẽ ghi cho hằng là họ tên được chưa rồi là gì số điện thoại cha zalo hoặc là facebook rồi địa chỉ được chưa ở khu vực tỉnh thành nào nghề nghiệp đúng không được chưa rồi qua đây là gì những cái uh, gọi là những cái thông tin về khác như là cái vấn đề đó vấn đề hoặc là những cái thông tin nào đó ha thì các anh chị mình sẽ uh, Thông tin khác dụ như có con chưa, gia đình chưa, mấy vợ mấy con Kiểu thì ghi vào đây Rồi 1, A, B, C, D, E, Z gì đó Ghi vô, điền vô hết cho Hằng Thì chỉ cần như vậy thôi các anh chị Không cần các anh chị phải điền Không cần các anh chị phải làm gì phức tạp hết Chỉ cần cho Hằng biết là họ tên số điện thoại nè ờ, Địa chỉ tỉnh thành thôi cũng được Không cần phải chính xác địa chỉ Mà kiểu như đang sinh sống ở tỉnh thành nào Ở khu vực, ở đâu, đúng không Miền Tây, miền Bắc, miền Nam gì đó Rồi nghề nghiệp đang làm công việc gì Điền vô rồi sau đó là trong quá trình đó họ gặp vấn đề gì ví dụ như mình khai thác ví dụ như mình gặp không gặp loan biết ồ bạn này là đang có con nhỏ thì kiểu gì là cũng gọi là là đầu tư gọi là cho con của mình đúng không là dinh dưỡng cho con các kiểu rồi ví dụ như gặp đức đức chưa có gia đình đi đức chưa có vợ chưa có con gì hết thì đương nhiên làm sao mà bán hàng sản phẩm dành cho trẻ con được chắc chắn là phải vấn đề nó phải nằm liên quan đến là gì à, ví dụ như bạn này là thích thích là nấu ăn thì bán cho bạn những cái sản phẩm nấu ăn Đúng không gạo mắm muối gì đó còn nếu như bạn này mà kiểu là người đang gặp vấn đề về sức khỏe đang muốn kiểu năng lượng cường tráng gì đó thì mình bán sản phẩm sức khỏe còn nếu mà bạn này mà cảm thấy kiểu là mình ví uh, dụ như, như lan đi lan là còn trẻ quá chưa có gia đình thì bây giờ là gì đương nhiên là nói về sản phẩm sức khỏe là không mua rồi đó nhưng bây giờ mình sẽ bán cái gì con gái thì bán cái gì son bán mỹ phẩm nói chung là tùy vào cái khách hàng đó mình sẽ tiếp cận và mình trao đổi, mình nói chuyện, mình giống như hiện á phải làm thân, nói chuyện làm bạn làm thân. Nói chuyện xong mình mới thấy là à, à họ có vấn đề như vậy loại. Thì bắt đầu mình mới đi tìm cái sản phẩm trên app Ruby để mình mình tư vấn cho khách hàng đó. người chưa các anh chị? Chứ không phải là mình cứ nhè đầu người ta ra bán ai cũng bán xâm, ai cũng bán mi đu là không có được. Đúng không? Ví dụ như hàng giờ chưa có con giờ bắt hàng mua mi đu mua cho ai uống. Đúng không? <laughs> như cũng chưa có hằng cũng không bao giờ mất ngủ hết bây giờ bắt hằng uống xong là là thấy phèo rồi đó nhưng mà nếu mà biết chọn cái mà ví dụ như bán cho hằng mấy cái phi mà uống vô mà kiểu mà đẹp da cái kiểu là mê lắm là chắc chắn hằng sẽ mua đó tức là các anh chị phải nắm được cái nhu cầu của khách hàng và mình có rất nhiều sản phẩm để mình bán hình dung của các anh chị nên là lập danh sách khách hàng ra và phải thống kê nó nếu như một cái người sale không có danh sách khách hàng vui lòng vui lòng không đi bán hàng không đi bán hàng nếu không có danh sách khách hàng ok chưa phải có danh sách khách hàng rồi danh sách khách hàng để mình nốt lại nếu mà ví dụ như bây giờ tìm hiểu ông đức xong mà không điền vô mai mốt á là mình không biết thông tin là ở ờ, ông này là làm gì rồi xong là ông này đang gặp vấn đề gì mình không nhớ tại vì quá nhiều khách hàng mình không kiểm soát cái được mình phải lấy cuốn sổ ra mình ghi chép lại hoặc là lấy cái file excel ra mình ghi chép lại mình nốt lại để mai mốt mình biết mình còn alo mình bán hàng cho ổng hoặc là mình biết cái vấn đề nào đó để mình tư vấn cho ổng được chưa thì mình phải nốt ra hết trong cái danh sách đầu tiên của khách hàng được chưa ok nha các anh chị thì trong 100 khách hàng đầu tiên này nè 100 khách hàng đầu tiên này thì cái việc tiếp theo đó là việc cái bước thứ tư đó là mình sẽ bắt đầu là mình lên cái kế hoạch tiếp cận à, lên kế hoạch là có thể là mình sẽ gì à, thứ nhất là mình có thể là uh, tiếp cận và trao đổi khách hàng tiếp cận và tương tác à, làm thân xây dựng mối quan hệ với khách hàng với khách hàng được chưa ok các anh chị thì ở đây nó có nhiều cách có có nhiều cách các anh chị hôm nay hàng không đủ để hàng đào tạo các anh chị để mà hàng đào tạo các anh chị là nó phải mất 6 buổi mỗi 13 ba tiếng đồng hồ tổng cộng là 18 tiếng thì hàng mới đào tạo hết cho các anh chị về kỹ năng sale được nhưng mà nếu mà các anh chị hàng chỉ nói tổng quan thôi biết nhiều quá nó không hay thì bây giờ á các anh chị chỉ cần biết cái hàng đơn giản cơ bản một cái. Đó là hãy tập trung vào việc là gì các anh chị? Mình hãy tìm ra cái điểm gì yếu. Người ta nói là gì? À, muốn mà triệt hại đối thủ là chỉ cần là biết được cái điểm yếu của họ thôi. Là mình nắm đằng cán là mình thắng, được chưa? Cho nên là đối với khách hàng á, chỉ cần biết cái nỗi đau của họ thôi. Biết cái vấn đề của họ giống như là hiện lúc nãy nói đúng cái nỗi đau, đúng cái vấn đề, đúng không? Thì chỉ cần nó đúng, tìm được, moi được cái nỗi đau đó thôi là coi như là ta nói là là cầm chắc cái phần thắng trong tay được ừ, chưa à, nên là bán hàng mà không hiểu khách hàng thì thôi đừng có bán giống như là gì à, khi mà mình yêu một cái người nào đó đúng không mình 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 tìm hiểu mình muốn cua cái cô gái đó cua cái chàng trai đó mà bây giờ mình chả hiểu cái người này à, là người ta thích cái gì ví dụ như hằng này hàng nói các anh chị á, là hằng là một đứa con gái à, mà hằng không thể nhậu được hằng không thể nhậu được các anh chị và hằng 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 bị dưỡng với với cồn với bia hằng không uống bia được nếu mà anh nào mà tới cu hằng mà rủ hằng đi nhậu là hằng say goodbye ngay từ cái lần gặp đầu tiên luôn chưa gì gặp tôi là bắt bắt tôi đi nhậu với ổng rồi là không bao giờ được không có cái chuyện nó xảy ra bởi vì hằng rất ghét nhậu các anh chị à, hằng không nhậu được thì hằng ghét thôi chứ không gì nhậu thì vui ăn ăn thì được phá mồi thì được chứ đừng bắt hằng uống bia nên là đừng bao giờ rủ đi nhậu à, đúng không cho nên hằng không bao giờ nhậu hết đó cuộc đời 30 năm cuộc đời chưa biết uống bia nhậu là gì hết đó nên là đừng có rủ đi nhậu tôi rất là quyết tâm tôi rất quyết đoán lắm ông mà rủ đi nhậu là tôi say goodbye ông luôn đó nên là không bao giờ đi nhậu nhưng mà rủ mà đi uống cà phê này ha rủ mà đi uống đồ ăn vặt ha trời ơi người ta nói là đổ gục ngay luôn các anh chị ha hình dung không các anh chị hiểu ý của hàng đi đó nên là tức là khi mà mình, mình 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 mình, mình nắm bắt được cái tâm lý của khách hàng á là mình nói một phát là đi dính nhưng mà khi mà các anh chị chỉ các anh chị chốt sale khách hàng là bởi vì các anh chị không tìm ra được cái điểm yếu của họ không tìm ra được cái điểm mà khiến họ sướng các anh chị nên các anh chị nên các anh chị bán nó không có vô à, được không nên là gì là tiếp cận đầu tiên muốn bán được hàng phải tiếp cận cái đã phải trao đổi phải nói chuyện phải làm thân với khách hàng cái đã xây dựng mối quan hệ cái gì online á, thì gì livestream là tương tác là đăng bài thì vào lúc xem facebook ví dụ như ngày hôm ngày mai đúng không là có một cái cuộc hẹn gặp với chị Loan đi thì trước đó một ngày là hằng sẽ ngồi buổi đêm cả đêm hôm đó là hằng ngồi hằng lướt facebook của bà loan hằng xem thử là à người này là có mấy con rồi con tên gì đúng không rồi chồng tên gì biết luôn rồi xong rồi hả gia đình như thế nào à, sinh sống ở đâu rồi có sở thích là cái gì thích chụp hình hay là như thế nào đúng không rồi cái, cái hành vi cái thói quen cái um, sở thích là gì đó tức là mình phải tìm hiểu rất là kỹ cái khách hàng này gần đây họ có những cái nội dung nào đăng Họ mới đăng bài uh, đi chơi đâu đó, đi du lịch nào đâu đó đúng không? Thì mình vào mình nói chuyện với họ. Mình ôi hôm nay chị đi đâu mà đẹp quá vậy? Chị mới đi du lịch về hả? Đúng không? Tức là mình phải tương tác với khách hàng. để cho nếu trên Facebook thì các anh chị phải là tương tác. Tương tác giữ được cái cái năng lượng với họ mỗi ngày, giữ được cái cái sự kết nối với họ mỗi ngày, giữ được cái sự kết nối với khách hàng. Nếu như mà mất kết nối thì vui lòng là gì? Kết nối lại. Giữ được cái kết nối với khách hàng. Được chưa? Giữ cái nối với khách hàng rồi sau đó là các anh chị bắt đầu các anh chị hãy uh, khai thác những cái uh, khai thác những cái thông tin uh, thông tin khai thác những cái thông tin mà hàng vừa nói với các anh chị ở trên đây đúng không uh, làm công việc gì nè, thường xuyên gặp những cái vấn đề gì tâm sinh lý sức khỏe gia đình tình cảm sự nghiệp các kiểu là biết hết đúng không ngày xưa hàng bán hàng cho khách hàng là hàng biết luôn là nhà bà đấy có bao nhiêu cái sổ đỏ hàng biết luôn các anh chị tin không <laughs> Con mà học ở đâu bao nhiêu tuổi tên gì Đi du học nước nào là biết hết Kể mà các anh chị Người ta kể mà mình khai thác thông tin Rồi khi mà mình biết được cái thông tin của khách hàng xong đúng không Thì bắt đầu là mình sẽ gì ạ Mình sẽ phân tích Mình sẽ dự đoán được khách hàng này là như thế nào thì bắt đầu cái bước này là các anh chị sẽ bắt đầu các anh chị sẽ đi bán hàng đúng không? Cái bước này là mình sẽ bắt đầu mình giới thiệu này. Cái bước năm này. Cái bước số 5 này bắt đầu là mình sẽ uh, bắt đầu mình sẽ tìm sản phẩm, bắt đầu mình giới thiệu sản phẩm cho họ đó bắt đầu cái bước này là à, giữ à, tìm cái sản phẩm phù hợp và bắt đầu giới thiệu sản phẩm cho họ được chưa cho khách hàng được chưa ok cho các anh chị và ở trong cái bước bước số 5 này này các anh chị là mình sẽ có thêm một cái nữa đó là mình sẽ khai trương kinh doanh được chưa các anh chị nếu mà các anh chị là người mới các anh chị muốn tốt nghiệp newbie pro trong một nốt nhạc vui lòng đừng bỏ qua cái việc khai trương kinh doanh được chưa khai trương kinh doanh là cái thứ quan trọng nhất quan trọng nhất các anh chị tại vì sao nãy anh có nói với các anh chị nếu các anh chị làm kinh doanh robby mà các anh chị cứ giấu giấu giếm giếm á là các anh chị nói là cả đời các anh chị là là cả đời các anh chị sẽ không hình công được đúng không mình làm mình có phạm pháp gì đâu mà mình cứ giấu giếm à, mình đâu có kinh doanh là buôn bán chất cấm gì đâu đúng không mà tại sao mình phải giấu giếm làm cái gì mình làm cái gì là mình phải càng làm hình tráng ở Việt Nam mình á là cái danh nó sướng nó 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 gọi là nó 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 được hơn các anh chị tức là nó ok hơn thì là mình làm cái gì mình cũng phải kiểu là mình phải la làng lên cho người ta biết mình phải làm rầm rộ lên cho người ta biết còn mình làm cứ dấu dấu giếm giếm làng nói là các anh chị là là <laughs> là mai mốt là, là họ họ đi mua chỗ khác hết tại vì đăng nào họ cũng có nhu cầu bây giờ những người đó họ có đánh răng không những người đó họ có ăn cơm không những người đó họ có xài nước mắm không những người đó họ có lau nhà có giặt đồ không có Nhưng mà nếu như không mua của anh chị Thì họ sẽ đi ra ngoài họ mua Ở chỗ một cái người khác Hoặc là họ mua một cái trên mạng của bất cứ bơ nào đó Tại vì họ cũng có cái nhu cầu đó Cái nhu cầu đó là tiêu dùng thiết yếu Có nghĩa là ai ai cũng cần Được chưa à, Mình sẽ chọn một số cái sản phẩm nè Hằng sẽ cho các anh chị một số cái sản phẩm à Chọn cái sản phẩm phiểu cho Hằng Là nó là những cái hàng gọi là gì Tiêu dùng thiết yếu thì nó sẽ rơi dao động khoảng tầm độ 500k, yeah, nó dao động khoảng tầm 500 ngàn, nó khoảng tầm đó thôi và dưới mức đó thì khi mà khách hàng người ta ra quyết định nó rất là dễ dàng, còn bán cái sản phẩm mà tầm mấy triệu rồi lên thì nó cần thời gian, không có chốt được ngay đâu. Nên là gì dưới 500 ngàn là tốt nhất, chọn cái gì mà sản phẩm tầm độ 500 ngàn, 300 ngàn đổ lại thôi là nó sẽ ok thì nó là những cái sản phẩm tiêu dùng thiết yếu mà ai cũng cần xài và ai cũng có thể là gọi là gì là dễ dàng ra quyết định được chưa nó dễ dàng ra quyết định cho khách hàng ok em các anh chị dễ dàng ra quyết định cho khách hàng và người ta sẵn sàng người ta mua thay vì người ta mua bên ngoài thì thôi bây giờ người ta thử mua của các anh chị xem sao nó tốt như thế nào đúng không thì đó thực ra là nước giặt của nhà phú thái á, nó chỉ có trên với lại cái nước giặt ở bên ngoài nó 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 cũng không có trên thằng thấy cái thằng đi siêu thị thấy cái giá nó cũng cỡ hai trăm mấy hai trăm mấy các anh chị đúng không mấy cái nước giặt ở bên ngoài nó cũng cỡ giá đó nên là các anh chị sẽ thấy là nó cũng có trên về cái cái số lượng tức là cái cái cái, cái, cái dung lượng cái thể tích miêu á là nó sẽ của bên mình nó sẽ ít hơn một chút thôi à thì tính ra nó sẽ đắt hơn một chút nhưng mà nó là hàng hữu cơ nó hàng gọi là Uh, organic các anh chị, chứng nhận organic. Nên là mình phải thấy được cái sự điểm khác biệt của sản phẩm bên mình so với bên ngoài. Thì những cái hàng tiêu dùng thiết yếu đó thì các anh chị nên chọn để mà mình livestream. Được chưa? Để mình khai trương. Nè, mình khai trương nè, mình livestream nè. Được chưa? Rồi mình sẽ tặng quà cho khách. Đó, tặng quà cho họ hoặc là mình cho họ trải nghiệm sản phẩm. Thì mình cần phải có cái sản phẩm phiểu để mình bắt đầu mình khai trương kinh doanh. Rồi sau đó mình sẽ bắt đầu mình đi vào cái lập một cái kế hoạch để nếu như mà làm online thì mình sẽ là khai trương live stream, à, live stream được chưa? rồi gửi thư mời cho bà con cô bác. còn nếu như mà mình là người gọi là thích làm offline, thích làm trực tiếp thì mình sẽ là khai trương kinh doanh tại tại nhà, được chưa? mình sẽ khai trương kinh doanh tại nhà thì mình có cả hai có cả hai sẽ tốt hơn là có một trong hai. Bởi vì nhiều khi bà con cô bác của mình họ ở ở xa thì họ sẽ ủng hộ qua online. Nhưng mà những người hàng xóm xung quanh mình họ sẽ cần phải khai trương tại nhà. Tại vì bán hàng kinh doanh, mua hàng là nó phải trực tiếp. Thì khách hàng người ta cái độ trực tiếp càng bao nhiêu thì là gì? Là người ta trải nghiệm sản phẩm bấy nhiêu thì nó sẽ tăng được cái tỷ lệ chốt sale lên càng cao nên các anh chị cho khách hàng nếu như mà có cơ hội thì nên cho họ trải nghiệm sản phẩm thì mình làm cả hai. được chưa các anh chị? mình lên cho hằng một kế hoạch trong tháng này là khai trương live stream và khai trương tại nhà luôn cho hằng làm cả hai cái luôn các anh chị không phải làm một cái mà làm cả hai nhớ ha anh chị nào bà con nào làm online thì làm online mà không giỏi về công nghệ thì làm offline được chưa? chứ còn bây giờ mà bảo là bây giờ đi kinh doanh mà bảo làm offline không làm Online thì bảo là mù công nghệ, thì là kinh doanh kiểu gì? Thì giờ bán hàng kiểu gì bây giờ hằng cũng gọi là bó tay chấm com rồi, có, <laughs> à, có, có 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 ông trời xuống cũng không có mà giúp các anh chị được đâu, được chưa? Thì ít nhất là các anh chị phải chọn được cho hằng một cách nào đó, cách thứ nhất hoặc cách thứ hai, livestream hoặc khai trương tại nhà. Tốt nhất là cả hai làm song song luôn, được chưa? Tại vì có những cái đối tượng mà mình cần phải cho họ đến tận nhà. Rồi thì mình làm cả hai Và mình có những cái sản phẩm mẫu là mình đã mua về mình tự xài rồi đó Thì mình lấy cái đó ra để mình cho họ xem Để họ trải nghiệm Đó là mình nói là công cụ bán hàng cái chỗ này Là các anh chị có sản phẩm để các anh chị live stream Có sản phẩm để các anh chị gọi là gì là khai trương tại nhà Cho khách hàng trải nghiệm trực tiếp Cái nước giặt nó như thế nào Cái sữa tắm nó thơm như thế nào Rồi cái nước rửa chén nó sạch sẽ như thế nào Thì mình sẽ demo hết cho khách hàng của mình Rồi, sau khi mà mình làm khai trương đúng không? À, trong quá trình mình chuẩn bị khai trương thì hôm nay không có đủ thời gian để Hằng nói với các anh chị về việc khai trương. À, nhưng mà sẽ có một cái nội dung trong 5 giờ sáng để giúp các anh chị hiểu rõ hơn về cái cách khai trương như thế nào một cách chi tiết. Thì uh, bao nhiêu anh chị quan tâm cái này thì các anh chị có thể là là đợi cái chương trình 5 giờ sáng giúp cho Hằng nha. Thì các anh chị sẽ nắm được cái phần này. Học uh, chương trình 5 giờ sáng thì chi tiết về cái khai trương. Hằng không nói ở đây nhưng mà trong cái ngày khai trương đó các anh chị có thể xin vía để mà chốt đơn được chưa xin vía hai chương kinh doanh à, kinh doanh để chốt đơn được chưa thì hằng nói này bình thường nhá bình thường nè thằng hỏi các anh chị một câu hỏi nhá bình thường nếu như các anh chị đi đám cưới đám hỏi đám dỗ hoặc là một cái đám tiệc nào đó thôi nôi sinh nhật các kiểu gì đó thì các anh chị sẽ đi một cái phong bì bao nhiêu tiền cảm giúp à. nếu như bình thường mà hằng mời các anh chị đi đám cưới hoặc là đám à, đám hỏi hay đám tiệc hay dáng thôi nôi gì đó đám sinh nhật gì đó thì các anh chị sẽ đi ít nhất bao nhiêu tiền ạ à? tân gia cũng được ừ. cái này thì sẽ tùy vào cái khu vực của các anh chị đang ở đúng không ví dụ như ở dưới tỉnh thì thường thường hằng thấy đi khoảng tầm hai ba trăm đúng không à, à bây giờ lại 500 rồi đúng không năm ở đó cũng có nơi hai ba trăm tùy vào cái khu vực của các anh chị có ở dưới tỉnh cũng, cũng, dưới xã dưới huyện thì toàn, toàn thường, thường thường thấy là khoảng tầm 200 còn nếu như mà ở trên thành phố mà uh, gọi là cũng uh, tệ nhất là cũng phải 500 đúng không nhưng mà nếu như mà bây giờ như mỗi lần hàng đi là hàng đi cũng cả triệu trở lên các anh chị chứ cũng không có đi dưới 500 trăm ngàn được đó thì là các anh chị sẽ thấy là mỗi lần mà người ta đến một cái tiệc nào đó do mình mời á thì ít nhất là người ta phải có cái phong bì là 200 trăm ngàn đến 500 trăm ngàn đúng không Vậy thì bây giờ nè Bây giờ nè nếu như mà mình khai trương Và mình làm hoành tráng Mình làm rầm rộ lên á Thì khi mà người ta tới á Là ít nhất á là người ta cũng phải bỏ phong bì Với các anh chị 200 ngàn Đúng không? Thì thôi bây giờ các anh chị dặn trước luôn đây, Anh không cần phong bì không biết gì cả Em chỉ cần là anh gì ạ Là đến cái buổi hôm đó là em vui lắm rồi Nhưng mà khi người ta đến Đúng không? Khi người ta tham dự á thì mình sẽ nói một câu là gì em rất là vui khi mà anh có mặt anh chị có mặt uh, chung vui với em một cái ngày mà rất là 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 hạnh phúc của em là ngày em khai trương kinh doanh cái cửa hàng của em thì em cũng uh, th uh, em cũng là thích đãi anh chị rất là nhiều những cái món ăn đúng không là những cái sản phẩm trên kệ của em đang bán thì bây giờ thực ra là em cũng không cần anh chị phải làm điều gì cho em Đó, nói chung là em chỉ cần xin một tí vía của anh chị thôi Đó, thì là mỗi anh chị có thể là giúp cho em cài cái app được chưa cài app Robbymon được chưa các anh chị cài app Robbymon được chưa mua hay mua không mua không cần biết cài cái app xong cái đã nói chuyện tiếp được chưa để cái in một cái mã mỗi anh chị trong cái tài khoản của anh chị á trong cái app Robbybit của anh chị sẽ có một cái mã qr tí nữa anh chị nói cái người hướng dẫn của các anh chị á, chỉ ờ. cho các anh chị là cái mã qr nó ở đâu thì là trong cái đó nó sẽ có một cái mã qr có hình của các anh chị luôn được chưa dành cho những anh chị nào chưa biết thì các anh chị đợi hàng một phút 30 giây hàng sẽ mở cho các anh chị xem trên cái app Robby đó nó sẽ có cái tên của các anh chị luôn được chưa đây à, trên cái app Robby Beat của các anh chị á nó sẽ có tên của các anh chị luôn được chưa các anh chị biết làm cái đó chưa các anh chị biết làm cái đó chưa khoảng không đăng nhập cái được gì ta. anh chị đợi hàng xíu nha. Ủa sao nó nó bị lỗi vậy ta? Ừ, bây giờ hàng không có vô được cái 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 app bit của hàng các chị. Thì bây giờ này các anh chị cứ vào app RobiBeat nha. Thì ở cái kế bên cái, uh, đúng rồi, ở, ở kế bên cái app của mình á, ở kế bên cái app của mình đó các anh chị, là nó sẽ có một cái gọi là, uh, nó sẽ có một cái gọi là uh, link affiliate. Tức là các anh chị sẽ bấm vào cái chỗ mà phần là thông tin cá nhân á, bấm vào chỗ cái mục cá nhân, nó sẽ hiển thị ra là cái giới thiệu Robi. Được chưa? Thì bấm vô cái giới thiệu Robi đó, nó sẽ có cái cái link là lấy link cho Robby là để tuyển đại lý và lấy những người muốn kinh doanh còn lấy link cho Robby Mon là những người muốn trở thành khách hàng thì khi mà các anh chị bấm vào cái nút link đó thì nó sẽ có một cái cái mã QR thì các anh chị sẽ bấm cái mã QR đó in ra in cái mã QR đó ra được chưa hoặc là các anh chị sẽ có một cái giới thiệu link giới thiệu thì khi mà các anh chị có cái link giới thiệu đó các anh chị gửi cho khách hàng của mình ấy là nó sẽ ra được một cái một cái mã một cái một cái cái trang đúng không? thì nó sẽ như thế này các anh chị, nó sẽ uh, tương tương tự như thế này, đây, nó sẽ có một cái tương tự giống như là cái kiểu là uh, cái app, copy cái cái, cái um, cái 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 banner á cái cái uh, gọi là cái brochure các anh chị nó gọi là cái brochure thì trên cái đó nó sẽ có giới thiệu là trên ba ba trăm ba nghìn sản phẩm khác nhau hằng không đăng nhập vào cái app của hàng được nên là hằng không có cho các anh chị xem được cái đó tí xíu nữa hằng đăng nhập lại xong hằng sẽ chụp lại cái màn hình hằng gửi lên cái group là hướng dẫn kinh doanh cho người mới nha để các anh chị xem thì trong cái đó nó có cái mặt của mình và nó kèm cái mã qr và nó có những cái hình ảnh mà Robby đã đã thiết kế sẵn cho các anh chị anh chị nào có thì có thể chụp gửi lên giúp cho hàng demo thì các anh chị sẽ biết là ở trên cái đó mình sẽ in ra rồi sau đó mình sẽ để ở trong ngay tại nhà của mình á rồi bắt đầu mình sẽ là gì ạ là là cho mọi người cài app hết trong cái buổi ngày hôm đó rồi sau đó mình sẽ xin đơn các anh chị à, xin một cái đơn hàng may mắn đó thì mình chỉ nói là ờ ừ, anh chị ơi bây giờ anh chị ủng hộ cho yeah, em bây giờ mua cái gì cũng được 50 000 cũng được trên app em có nhiều món lắm cái gì cũng có cây bánh răng cũng có anh chị mỗi mỗi anh chị đây ủng hộ em cái cây bánh răng cũng được à, cây cây bánh răng có 99 chín ngàn à thì là lấy nó ủng hộ cho em một cái đó nói chung là không cần nhiều hay ít nhưng mà nó là cái đơn hàng may mắn à, em cần cái vía của anh chị để em khai trương kinh doanh nó hiệu quả hơn thì các anh chị biết là gì tệ nhất trong cái buổi ngày cái tuần khai trương đó thì các anh chị cũng sẽ chốt được 20 khách hàng chắc chắn là các anh chị sẽ chốt được ít nhất là 20 khách hàng làm online và offline luôn các anh chị nha làm cả hai 20 khách hàng thì trong 20 khách hàng đó mỗi khách hàng chỉ cần cho hàng đáp ứng được cho hàng là nó rơi vào khoảng 500 ngàn thôi các anh chị thì các anh chị đã có 10 triệu chưa đúng không chỉ cần là 500 ngàn thôi các anh chị là các anh chị đã có được 10 triệu rồi còn nếu mà ít hơn là hai trăm rưỡi đi thì các anh chị cũng sẽ có được 5 triệu là trong cái ngày khai trương hoặc là trong cái tuần lễ khai trương được chưa? Vậy thì chúng ta sẽ có 20 khách hàng đầu tiên đặt hàng xin bía may mắn cho mình là combo nước rửa chén giặt đồ gì đó hoặc là kem đánh răng. Hoặc là gì các anh chị? Hai trăm rưỡi cũng được. À, không quan trọng. Nhưng mà các anh chị sẽ là có ít nhất là từ 5 đến 10 triệu đầu tiên. Được chưa? Hàng cho ví dụ như tệ nhất là hai trăm rưỡi luôn. ủng hộ hai trăm rưỡi đi. Đó. Hai trăm rưỡi thì nó sẽ có khoảng 5 triệu thôi. Hàng cho tệ nhất luôn. Các anh chị ngày khai trương may mắn. Các anh chị nó sẽ có 5 triệu doanh thu đầu tiên. Rồi đầu tiên 20 khách hàng này đúng không thì chúng ta sẽ bước sang cái bước tiếp theo đó là chúng ta sẽ chăm sóc khách hàng chăm sóc khách hàng một cách là rất là chu đáo là chu đáo ha rất là chu đáo thì những cái khách hàng này các anh chị chỉ cần là chăm sóc kỹ lưỡng đó à, 20 khách này về là ngay lập tức khi mà nhận hàng là phải gọi điện alo hướng dẫn sử dụng ngay lập tức và tám với họ và chăm sóc họ tại vì mình cài mình mời khách tận là 100 khách danh sách khách hàng là 100 người lận mà đúng không nên là trong cái tuần lễ khai trương đó mình có thể chốt được 20 khách là chuyện bình thường thì với 20 khách hàng đó mình sẽ chăm sóc họ thật kỹ lưỡng đúng không ra rồi sau đó ở cái tuần tiếp theo cái tuần thứ nhất nè ở cái tuần đầu tiên ha các anh chị ha là mình sẽ tiếp cận đó, rồi tuần thứ hai tuần thứ hai này là mình sẽ bắt đầu mình tìm ra 20 khách hàng may mắn đúng không tiếp cận khách hàng à, và khai trương kinh doanh được chưa bắt đầu ở tuần thứ hai các anh chị sẽ tìm ra 20 khách hàng và bán hàng những cái đơn hàng đầu tiên cho họ rồi bắt đầu mình sẽ chăm sóc khách hàng ở tuần 3 tuần thứ ba là mình sẽ chăm sóc khách hàng một cách chu đáo để mình có hai cái hành động thứ nhất là bán thêm bán thêm đơn hàng được chưa 20 khách mỗi khách là 250.000 là mình có 5 triệu đầu tiên và bây giờ mình bán tiếp tục thêm 250.000 tiếp theo. Mình bán thêm một cái đơn hàng cũng 250 nữa. Ví dụ như lần đầu tiên bán chai sữa tắm thì lần thứ hai bán chai dầu gội. Lần đầu tiên bán chai nước giặt đồ thì lần thứ hai chăm sóc lại trong một cái trong một tuần thôi nha. Không để quá một tuần, nếu quá một tuần thì coi như khách hàng người ta nguội. Nhớ là up sale bán thêm là phải trong cái tuần ngay khi mà họ sử dụng sản phẩm họ kiểu là lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu á các anh chị tức là lúc mới cái gì nó cũng hào hứng cái gì nó cũng thích thì trong một tuần đầu mà khiến cho họ sướng khiến cho họ hạnh phúc khiến cho họ cảm thấy là thích thú với cái sản phẩm của mình là mình có cơ hội mình bán thêm thì trong cái tuần thứ hai là mình sẽ bắt đầu mình bán thêm được cái đơn hàng cho khách là hai trăm rưỡi đúng không ạ thì hằng ví dụ giả dụ như các anh chị đó là gì 20 khách đó đúng không các anh chị chỉ chốt sale được 10 khách thôi tức là 10 khách được bán thêm một đơn hàng thôi thì các anh chị có thêm 2 triệu 2 triệu rưỡi doanh thu được chưa chỉ bán thêm được cho 10 người thôi còn 10 ông còn lại không bán không bán được ok là hết tiền rồi em ơi đó, để thôi để từ từ chị đặt mua sau giờ chị cũng chưa có nhu cầu lắm đúng không thì thôi không sao khách hàng không cần mua thì thôi mình không ép nhưng mình sẽ làm một cái thao tác đó là mình sẽ nhờ khách cũ giới thiệu cho mình đó, những cái khách mới được chưa mỗi khách cũ giới thiệu cho mình ít nhất là ba người khách mới để cho các anh chị tại vì mỗi người khách đăng sau một khách hàng là có hàng chục mối quan hệ thì mình cần phải khai thác mối quan hệ của khách hàng của mình bạn của bạn cũng là bạn của mình bạn của khách cũng là bạn của mình được chưa à, người quen của khách cũng là người quen của mình nên nhớ giúp cho hàng là đừng bỏ qua cái kênh đó kênh đó nó rất là ok được chưa nhiều khi con bạn của mình bạn thân mình nó không mua hàng của mình. Nhưng mà gì, anh chị em nó mua, bạn của nó mua của mình cũng ok luôn, không vấn đề, được chưa? Miễn là mình có được cái đơn hàng là được. Có thêm khách hàng càng tốt. Vậy thì ở đây nhờ khách cũ giới thiệu thêm cho mình 3 khách mới thì mình có 20 khách cũ, mỗi khách giới thiệu cho mình 3 khách mới là tổng cộng là 60 khách mới. Thì trong 60 người này đúng không? Mình có thêm đó à, có thêm được 60 khách hàng mới. Danh sách khách hàng của mình nó lại đầy chưa? Đầy rồi. Tại vì sao? Lúc đầu là mình có 100 người. À, đúng không? Mình tư vấn mà mình chỉ bán được một là 20 người thôi. 80 ông còn lại thôi để ra mình chăm từ từ. Mình chăm tiếp. Nhưng mà bây giờ chưa kịp bán hết. Đã bắt đầu có 60 chú mới gia nhập vào cái danh sách khách hàng của mình. Được chưa? Là khách giới thiệu thêm khách. Thì mình lấy thêm 60 khách hàng mới này bắt đầu mình chỉ cần chốt giúp cho Hằng ha cũng tiếp cận à, cũng tiếp cận cũng nói chuyện là Ờ alo ngày xưa hàng có một cái khách hàng á là người ta là cái người, à, người... <laughs> chị đó là chỉ chỉ chủ tiệm chủ tiệm tóc chủ tiệm tóc các anh chị thì chỉ là là à, tức là chỉ um, mua mỹ phẩm Chị nám của Hằng. thì xong rồi bắt đầu là chỉ uh, xài được một tháng thì uh, Uh, rất là hiệu quả thế là chị mới nói hằng mới nói là chị ơi ở ngay từ cái tuần thứ ba là hàng nói là thấy cũng chị thấy cũng thích thích rồi mới đó nói chị ơi uh, bây giờ nhà chị xem thì có ai có khách hàng để giới thiệu cho em với uh, em thì cũng đang phải uh, kiểu là như là uh, cũng mong muốn là chị cũng sẽ chia sẻ cái sản phẩm cho mọi người để mà em cũng có thêm được nhiều cái đơn hàng đó uh, rồi có gì là em cũng sẽ có cái quà tặng nhìn cho chị tức là các anh chị tặng nhớ nhớ tặng quà cho khách nha nhớ tặng quà cho khách nhớ làm thân, nhớ là yêu quý khách hàng còn hơn người yêu của mình nữa, được chưa? Tại vì đó là chén cơm manh áo của mình. Khách hàng là người trả chi trả cho mình hoa hồng, cho nên mình phải yêu thương khách, mình phải quý trọng khách, mình phải nâng niu khách như là nâng trứng hứng như hứng hoa các anh chị. Coi còn hơn con mình thương còn hơn con mình nữa, thương hơn chồng, thương hơn vợ mình nữa các anh chị. Bởi vì họ là miếng cơm manh áo của mình, họ là người là giúp cho mình có thể là là, là gọi là, là kiếm tiền để mà nuôi gia đình của mình cho nên là phải coi khách hàng là thượng đế được chưa tiếp cận họ và bắt đầu là mình sẽ chốt đúng không thì thực ra là chốt rất là dễ chị đó chỉ giới thiệu cho hàng hai khách là hai người là chị và uh, một người chị và một người bạn của chị sau đó là hàng gọi điện nha, 5 phút một cuộc hội thoại là 5 phút thằng đã chốt sale được rất nhanh là nó là ừ alo chị chị ơi chị thắm là có gọi cho có có gọi cho chị chưa tại vì chị thắm thì có nói với em là chị cũng đang có uh, bị kiểu là bị nám á, bị uh, muốn cải thiện vấn đề nám nha thì là gì có thể chị là chia sẻ cho em cái tình trạng của chị để em tư vấn cho tốt hơn à, tại vì chị chị thắm cũng là khách hàng của em thì lúc này á cái chuyện này đã được chị thắm nói rồi thắm nói ừ xài cũng bé ok lắm để tao giới thiệu cho mày thì bắt đầu là đưa số điện thoại của hằng qua và đưa số điện thoại của chị đó qua cho hằng hằng gọi điện thì lúc đó chị nó ôi giá trị như vậy như vậy đó em thì bây giờ em cứ coi là con thắm nó xài cái gì thì em cứ lấy chị cái bộ đó và chị thấy nó xài ok thì lúc này bắt đầu hàng chốt trong vòng năm một nút nhạc các anh chị 5 phút 5 phút là hàng đã chốt được một cái combo 10 triệu y chang cái combo là của cái chị khách cũ luôn nên là gì các anh chị là cách tốt nhất mà để mình bán được thêm đơn hàng à, một bán một cái chai sản phẩm đúng không người ta uống cả tháng nó mới hết bán một cái chai nước giặt thì thôi khỏi nói luôn là xài cả hai tháng ba tháng gì đó mới hết nhưng mà nếu như mà các anh chị đợi đến lúc đó các anh chị mới khai thác thì nó ổn quá thì mình sẽ nhờ khách giới thiệu thêm khách và mình sẽ thiết kế quà tặng dành cho họ đúng không ví dụ như nhờ khách giới thiệu thêm thì mình sẽ có quà tặng cho người đó người khách cũ của mình để họ có động lực họ mua thêm hoặc là mình tặng bao trời giảm giá gì đó cũng được không quan trọng mình cứ suy nghĩ ra họ thích cái gì thì mình tặng cái đó thì mình chốt khách đúng không thì mình sẽ chốt được à, hàng nó là nó chốt khoảng chốt khoảng tầm là gì là 10 người thôi không cần nhiều chốt 10 người đúng không 10 người trong số 60 người đó mình chỉ cần chốt được 10 người thôi là mỗi người mình cũng có được khoảng tầm là gì các anh chị là ví dụ như thằng đó là 500 ngàn đi cũng là chút chúng là chốt combo giống như cái chị kia chị khách cũ thì chắc chắn là mình sẽ có thêm được khoảng 5 triệu nữa đúng không ok cho các anh chị ít nhất mình cũng có thêm 5 triệu nữa <laughs> đúng không à, vậy thì 10 người hoặc là 20 người gì đó 10 hoặc là 20 khách Nói chung là nó sẽ tùy thuộc vào linh động mà cái quá trình mà các anh chị nhờ khách giới thiệu thêm thì nó sẽ rơi vào từ khoảng tầm 5 cho đến là 10 triệu nữa. Tức là các anh chị sẽ có thêm được những cái khách hàng mới, đúng không? Thì vậy thì các anh chị sẽ tốt nghiệp được cái doanh số là 10 đến 15 triệu bo, à, a 10 đến 15 triệu doanh số. Được chưa? Nó sẽ dao động khoảng tầm từ 10 đến 15 triệu tùy vào cái sản phẩm mà các anh chị bán. Nhưng mà các anh chị sẽ thấy nè, tuần thứ nhất, tuần thứ hai và tuần thứ ba Tức là chỉ trong vòng 3 tuần là hàng chốt rốt rẻ Tất cả khách hàng, hàng gom lại Trong vòng 3 tuần là hàng chốt luôn Cuối tuần cuối là chốt sổ các anh chị Được chưa Đây là các anh chị nhớ là khi mình chạy á, Là mình phải chạy nước rút, mình phải chạy nhanh vào Chứ mình đừng có làm tan 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 Cái tệ của Robby là gì các anh chị Cái tệ cái này là nó là cái điểm yếu của Robby Nó cũng là điểm mạnh Và cũng là điểm yếu Tức là điểm mạnh là gì Robby không có bắt các anh chị phải nhập hàng Nhưng chính vì cái việc không bắt các anh chị nhập hàng nó khiến cho các anh chị có một cái tâm lý đó là hôm nay làm được thì ok thì vui. Nhưng mà nếu mà ngày mai không có được khách hàng thì thôi mình vẫn ngủ ngon. Bởi vì mình đâu có ôm hàng, đâu có nhập hàng đâu mà mình sợ. Nó làm cho mình một cái tâm lý là nó sẽ làm biến và sẽ không muốn làm. Đúng không các anh chị? Đồng ý với hàng không ạ? À? tương tác một tí cho nó vui vẻ các anh chị. À, đúng không nếu như mà là bây giờ hàng bảo các anh chị nhập cho hàng 15 triệu tiền hàng đi hàng nói các anh chị các anh chị bán trong vòng một tuần là các anh chị lấy lại được 15 triệu liền <laughs> nhưng mà cái vấn đề ở đây là gì copy không có kêu các anh chị nhập hàng đấy cho nên nó cũng là một cái điểm mạnh đồng thời nó cũng là cái điểm yếu đúng không nó khiến cho mình bị làm biến mình bị làm bí nên mình không bán được hàng thôi chứ không có gì hết đó mình sợ mình sợ mình đi mình mở miệng ra mình nói người ta là mua này mua nọ thì mình sợ phải làm khai trương mình sợ phải là là thông báo bà con là phải ủng hộ mình mình sợ nói nhờ vả người khác không có đâu các anh chị nếu mà các anh chị sợ như vậy á thì là người khác sẽ gọi là lấy hết tiền của các anh chị đấy nên là mình phải nhanh chân lên được chưa <laughs> tại vì họ không mua của anh chị họ cũng sẽ mua của người khác thôi nên cái nhu cầu mua sắm là cái nhu cầu chuyện rất bình thường đó, nên là anh chị không 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 tranh thủ đó, là người khác sẽ người ta sẽ tranh thủ người ta lấy mất mối quan hệ của các anh chị Hãy nhớ giúp cho hằng được chưa là mình phải cố gắng là mình phải gọi là làm với một cái tâm thái được chưa? nó là gì là chạy mục tiêu được chưa? À, chạy mục tiêu nè nó với một cái tâm thái với một cái tâm thái là gì các anh chị biết không ạ là mình đang là mình đang nhập 15 triệu tiền hàng đó chạy mục tiêu với một cái tâm thái là trời ơi mình vừa nhập 15 triệu tiền hàng bây giờ mình phải làm sao để mình bán hết cái số hàng đó đi các anh chị phải làm cái gì mà nó giống như cái việc là gì mình đang là 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 nhập 15 triệu tiền hàng vậy đó thì các anh chị mới có động lực các anh chị bán hàng đúng không nè đây là dành thành ra là gì là các anh chị phải 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 rất là mạnh mẽ vào rất là quyết tâm vào thì nó mới ra được kết quả còn làm mà cứ ngày hôm nay bán được khách không mà mai không bán được thì thôi cũng vẫn ăn cơm ngày ba bữa vẫn vui vẻ vẫn ngủ ngon 8 tiếng 10 tiếng một ngày đúng không 15 triệu nè anh chị chia cho bây giờ là khoảng tầm 20 ngày đúng không 20 ngày à, 15 ngày thôi còn 16 ngày đúng không 15 triệu mà chia cho 16 ngày thì nó sẽ tương đương là bao nhiêu các anh chị 15 mà chia cho 16 chia cho 16 thì nó khoảng tầm 938 ngàn một ngày. Vậy 938 ngàn cho một ngày. Được chưa? Thì các anh chị cứ đặt mục tiêu cho hàng là mỗi ngày các anh chị hoàn thành con số này là ok. Được chưa? Và hoặc là cuối tuần á, cái hoặc cuối tuần á, các anh chị ít nhất là phải bán được gọi là uh, 7 ngày thì nó sẽ là 6 triệu rưỡi, đúng không? Ví dụ như một tuần các anh chị uh, gom lại các anh chị đi bán hàng một lần. Thì ít nhất là phải bán được 6 triệu rưỡi trong một tuần. Một tuần nó phải là 6 triệu rưỡi Mục tiêu ngày là 938 ngày à, 38 ngàn một ngày Và mục tiêu tuần nè Mục tiêu tuần nè Thì nó phải là 6 triệu rưỡi cho một tuần Đó, 3 tuần Còn à, khoảng tầm à, 20 ngày Đúng không? À, chưa đến 20 ngày khoảng tầm 10, 16 ngày Thì các anh chị sẽ bán được ít nhất là khoảng Tầm 6 triệu rưỡi cho một tuần Được chưa các anh chị? Thì mới hoàn thành được cái mục tiêu New Way Pro Ok chưa? làm với một cái tâm thái mà nó phải phải gọi là uh, gọi là bán được hàng đạt được cái mục tiêu thì mình mới làm còn không thì thôi chứ còn bây giờ mình cứ uh, hôm nay làm rồi mai nghỉ mốt đi Mỹ thì thôi chứ còn <laughs> chẳng khác nào là bán cá bán rau bán thịt ngoài chợ đúng không anh chị đúng không à, có phải là đi bán vé số người ta cũng có mục tiêu là ngày phát cho 100 tờ vé số và đặt mục tiêu là bán cho hết 100 tờ mới được đi về ăn cơm đúng không thì bây giờ mình cũng phải làm vàm với một cái tâm thái như thế Các anh chị lên tiktok á Muốn mà mỗi ngày mà có động lực á Là lên tiktok shop được chưa Vô cái phần là live stream á Lướt, lướt cho hàng Mỗi tối về mà không có khách hàng á Buồn buồn á, nản nản đúng không Mở cái tiktok lên, lướt Lướt để mà coi mấy cái bạn nó live stream Thằng nói các anh chị là nó live stream Nó ngồi như một đống cái hàng như vậy nè Thằng coi mà thằng thấy thương rất nước mắt luôn Các anh chị, Hằng muốn tuyển hết mấy bạn nó về làm Rockby luôn ngồi đi một đống cái hàng mà ôm quá trời như vậy nè các anh chị lại tại vì lỡ nhập hàng rồi ôm một đống hàng luôn xong ngồi đó like like từ sáng đến tối 6 giờ sáng mở mắt ra cũng thấy có người like một giờ đêm hôm nào mất ngủ mở ra cũng thấy có người live stream Còn nói các anh chị là nó like từ sáng đến tối luôn các anh chị Mà like nhiều khi á Bán một cái sản phẩm nó lời có mấy nghìn đồng cũng like Rồi bán mà nhiều khi cái like cái mắt xem Có mấy người à cũng like các anh chị thấy không? Người ta làm với một cái tâm thái như vậy á. Người ta làm. Còn trong khi mà mình cứ kiểu một ngày mình bán không được hàng cái mình cứ vui vẻ, nhẫn nhơ bình thường. Vẫn ngăn cơ vẫn uống sữa bình thường. Vẫn nhậu ngày ba bữa. Đúng không? Thì, thì làm sao mà 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 đạt được cái mục tiêu được? Là làm sao đạt được kết quả được? Chừng nào mà các anh chị phải khắc khắc cái mục tiêu giống như kiểu là gì? Bây giờ mình không làm á, là con mình không có cơm ăn. Bây giờ mình không làm á, là bố mẹ của mình không có tiền chữa bệnh. Đó, mình làm với một cái thái độ mà gọi là gì là bán sống bán chết vào các anh chị. Tại vì mình giờ mình không còn thời gian nữa rồi, hằng nói các anh chị không còn thời gian nữa rồi. Đúng không? Tuổi già của bố mẹ mình không có đợi mình các anh chị, đúng không? Số tuổi của ba mẹ mình á bây giờ đã lên là 50, 60, 70 như ba mẹ của hằng là bây giờ là 70 hết rồi các anh chị. Thì hằng thấy thời gian 10 năm mà hằng trôi qua từ lúc hằng ra trường đến giờ nó rất nhanh luôn ba mẹ của hằng mới đó mà hằng đang cảm thấy là rất là là buồn bởi vì ba mẹ mình lớn tuổi quá nhanh mà nó không theo kịp với lại cái tốc độ thành công của mình các anh chị không theo kịp luôn mà hằng cố gắng nỗ lực liên tục một ngày hằng làm ba job ba công việc làm từ sáng đến khuya nhiều khi một giờ mới về ba mẹ mình giận mình luôn đó các anh chị tại sao mày ở mày đi làm mà mày không có quan tâm đến tao gì hết nhưng mà thực sự ra là mình đang nỗ lực vì ba mẹ của mình mình biết mình đang làm cái điều gì mình làm để mà khi sau này ba mẹ mình tự hào về mình để mình mình phải thành công trước khi gọi là ba mẹ mình mất đúng không Rồi ba mẹ mình lỡ một, có một cái vấn đề gì đó rủi ro biến cố cho nó xảy ra cuộc đời của mình ba mẹ mình phải nhập viện ba phải 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 gọi làm một cái điều gì đó gọi là phải tốn rất nhiều tiền và mình không có đủ tiền để mình cho lo cho ba mẹ của mình rồi lỡ như con của mình á, nó rất là muốn đi học ở một cái trường nào đó đúng không Nó muốn học thêm tiếng Anh tiếng tàu tiếng gì đó đúng không Ví dụ như vậy mà bây giờ mình không có đủ tiền để cho nó đi học Thì mình đau xót không các anh chị Nó suốt ngày nó kêu trời mẹ ơi Bạn con được mua xe đạp Bạn con được mua cái này Ba ơi con được đi học tiếng Bạn con được học tiếng Anh Con học dở quá Tức là nó rất là nhiều cái Nó làm cho mình bị kiểu là mình mình Cuộc đời này mình kiểu là tiền Nó không phải tất cả các anh chị Nhưng mà ít nhất nó phải là những cái thứ mà Nó 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 tạo tạo đến cái niềm hạnh phúc đầu tiên những cái cơ bản nhất cho gia đình của mình ít nhất là, là mình kiếm tiền là vì mình trách nhiệm với gia đình của mình cho nên là nói với các anh chị ở đây là làm bán sống bán chết cho hàng làm tập trung vào nó mới ra được kết quả còn mà mình làm mình cứ nhẫn nhơ mình cứ uh, thoải mái quá thì mình thực ra mình đã mấy chục năm mình cũng thoải mái lắm rồi mình cũng làm ở một cái thái độ gọi là an toàn lắm rồi đó thì bây giờ mình thử mình thử vượt ra khỏi cái vùng an toàn của mình đi mình làm cho nó ra ngô ra khoai đi, làm nhưng gọi là bây giờ là là anh em bà con mọi người xung quanh mình phải nhìn mình với ánh mắt khác đúng không? Nhìn mình với một con người khác nó thay đổi nó tốt hơn đúng không? À, ngày xưa ví dụ như đức nè, đức cũng là một câu chuyện rất là hay. Ngày xưa là mẹ là cấm không cho đi làm luôn, mẹ giận là không cho đi làm với công việc bán hàng, tại vì đang có một công việc chính. À, nhưng mà sau này khi bắt đầu là là đức là Nam tiến là Sài Gòn là bắt đầu là bán hàng bán hàng này kia kinh doanh này kia thì bắt đầu là mẹ bây giờ mẹ mẹ rất là thích sản phẩm cứ sản phẩm nào ra là cũng mua xong rồi là gì thậm chí là còn đi bán giùm nữa đi bán giùm cho cho con của mình nữa là đi tư vấn sản phẩm giùm luôn mua hàng ủng hộ xong rồi còn đi tư vấn sản phẩm giùm bán giùm cho con mình luôn đó tức là cứ thấy đức mà livestream hoặc đăng cái bài gì đó là đều đi khoe với bà con hàng xóm là con tôi nó bán cái này cái này xong rồi bán giùm luôn rồi tư vấn chia sẻ giùm luôn uống cái sản phẩm là đâu này kia rồi đu, đi là gọi là là bán có khách hàng là tư bóng giùm luôn các anh chị là rất có đơn hàng các anh chị thấy không tức là tức là đôi khi các anh chị cần phải mình phải làm nó phải tập trung vào nó ra được kết quả còn mình làm mà nó cứ kiểu mà mình cứ sợ này sợ nọ sợ kia các kiểu thì mình sẽ không bao giờ mình đạt được cái mục tiêu của mình ok em các anh chị à nhá nên hằng nói với các anh chị là à, đây là một cái mà nó khó ở kinh doanh Robby nó chỉ khó đúng một thứ thôi bán hàng không khó kinh doanh không khó kiếm tiền không khó mà nó chỉ khó đúng một thứ thôi điều kiện cũng không khó luôn chẳng có nhập hàng chẳng có ôm hàng gì cả đúng không thích thì bán thích thì thôi chả mất gì đó và nó chỉ có một cái khó duy nhất đó là cái khó ở chính bản thân của mình tức là mình không đủ cái nội lực mình không đủ cái sự khát khao mình không đủ cái sự mong muốn để mà mình thay đổi để mà mình làm tốt hơn để mình kiếm được tiền mình giúp đỡ mình thay đổi cái cuộc sống của gia đình của mình mấy chục năm qua mình đã như vậy rồi bây giờ mình phải thay đổi mà mình phải làm nó khác đi thì đó nó là nói với các anh chị nó chỉ khó cái đó là động lực ở của các anh chị nó đến đâu thôi được không nó chỉ khác nhau đúng một thứ duy nhất là động lực của các anh chị nó ở đâu thôi nó nằm ở đâu và nó nó lớn như thế nào thôi động lực các anh chị càng lớn các anh chị càng thành công động lực của các anh chị nó còn nhỏ quá thì nó lại không thành công nó khó thành công hơn đúng không nên là phải làm sao đó cho mình có cái động lực thật mạnh mẽ để mình kinh doanh nó hiệu quả hơn mình làm nó điên cuồng hơn bây giờ đừng có chơi bời nữa giờ đừng có nhậu nghẹt nữa nhậu mà kiếm ra tiền thì hẳn nhậu đó, đi chơi đi đám hỏi đám cưới mà kiếm ra tiền thì hẳn đi không thôi được chưa ok chưa các anh chị nhá tóm lại là mục tiêu của các anh chị là như thế này Thằng nói về những cái điều mà quan trọng những cái lịch học quan trọng các anh chị phải nắm rồi và thì đây là những cái bước mà các anh chị về các anh chị cần phải làm. Đúng không? giờ Hằng nói, Hằng là cái người đã kinh doanh ở đây 6 năm, Hằng đã giúp không biết bao nhiêu người thành công rồi. Cho nên bây giờ ăn nó Hằng nói một là các anh chị cứ y như vậy các anh chị làm. Đừng có gọi là đừng có 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 đi ngược lại lời của Hằng nói. Hằng nói là đúng chuẩn không có chập nào được hết á. Hằng hỗ trợ rất nhiều đại lý rồi và Hằng cứ nói là làm y chang như vậy đi là thành công, được chưa? À, Lan cũng là một trong những bạn Lan Lương cũng là một trong những mà những bạn mà đã gọi là follow hàng à, từ cái thời bạn không biết bán hàng không biết làm một cái gì hết đến bây giờ khi mà bạn gọi là là bé thì thật là bé thôi sinh năm 98 mươi à, còn rất là trẻ luôn đúng không à, nhưng mà các chị biết là bây giờ là là Lan rất là giỏi rất là rành về làm MC này cứ ngày ngày, ngày, ngày xưa là 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 hướng nội chị ở nhà thôi chứ không có ra ngoài tiếp xúc với nhiều người đi làm nên mà về nhà thôi còn đằng này là gì bây giờ ra ngoài tuyển luôn cái ông xe ôm sẽ đi grab tuyển luôn ông grab đi ra nhà thuốc uh, bán quầy thuốc là tuyển luôn bà bán quầy thuốc luôn mở cài app dropimon các kiểu con là điểu luôn ngày xưa là đâu có dám mở miệng ra đâu nhưng bây giờ làm được tất cả những cái điều đó luôn rồi các anh chị ha là bởi vì sao hằng hằng nói chung là hằng nói sao là làm y chang vậy là được đừng có thay đổi đừng có suy nghĩ đừng có lăng tăng gì ồ bà hằng này nói có đúng hay không có nên làm thế bà hằng này hay không 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 cần phải suy nghĩ hằng khẳng định các anh chị hằng nói đúng là đúng hằng nói một là một các anh chị cứ làm y chang như vậy từng bước một làm y chang nói về khai trương là làm khai trương nói thay đổi nhãn hiệu sản phẩm là về thay đổi nhãn hiệu sản phẩm được chưa nó chạy mục tiêu 6 triệu boy là chạy mục tiêu 6 triệu boy được chưa ok không các anh chị nha <laughs> ok nha chốt vậy nha thôi à, cũng trễ rồi nên là à, tóm lại là như thế à, chốt lại là bây giờ là gì là cố gắng là hằng nói là gì có những cái việc quan trọng là học 5 giờ sáng là đều đặn duy trì đều cho hằng yeah. tiếp năng lượng cho nhau rồi thứ hai đó là học hỏi những cái những cái người mà họ có kinh nghiệm thì tham gia dâm nhiều tí đều đều một tí để anh lắng nghe những cái câu chuyện như bạn bạn hiện chia sẻ còn nhiều người nữa sáng mai là có chia sẻ kinh nghiệm là bán sản phẩm Nutri-C đó thì có những cái anh chị mà gọi là bestseller thì họ lên chia sẻ câu chuyện bán hàng như thế nào các anh chị làm y chang vậy là được rồi cái thứ ba là gì là hàng nói các anh chị đó là gì thay đổi nhãn hiệu sản phẩm ở nhà của mình cái gì nhà mình mà đang bị thiếu gần hết thì mua sản phẩm xài thử rồi lấy cái đó làm công cụ bán hàng đi đâu cũng sách theo không làm gì cũng mang theo hoặc là live stream hoặc là khai trương kinh doanh online khai, uh, khai trương kinh doanh offline tại nhà làm cả hai thông báo bà con anh chị em là tôi đang kinh doanh 3.000 sản phẩm trên app Robby và app Robby là của tôi công ty Rockby là của tôi tôi là người sáng lập ra cái công ty này được chưa các anh chị hằng là hằng luôn nghĩ như vậy luôn á tại vì mỗi tháng các anh chị bỏ 100 trăm ngàn cho phí nền tảng mà cái phí nền tảng là cái gì đó là cái số tiền để mà công ty có thể là tái đầu tư về cái app Robby đó các anh chị cái app đó nó tốn không biết bao nhiêu tiền của công ty nói thật anh chị tốn rất là nhiều tiền Thằng ở gần làm sát công ty thì thằng biết Là ban độ công nghệ là tốn Đầu tư hàng chục tỷ Cho cái cái app Robby đó các anh chị xài á đó. đó, Nên là gì Mỗi tháng mỗi anh chị đây bỏ 100 ngàn phí nền tảng Là để đầu tư vào cái app đó đó Nên là thành ra là gì App Robby đó là của mình được chưa Nhà cung cấp sản phẩm đó là của mình Kho hàng trung tâm xử lý là của mình thì mình phải tận dụng cái đó để mình bán chuẩn bị sắp tới là có super center showroom ở Hồ Chí Minh và hà nội sẽ bắt đầu được mở mở bắt đầu là được được được, được chuẩn bị à, để cho các anh chị có thể dẫn khách hàng đến là tham quan tất cả sản phẩm trên trên app Grabby uh, mà ở ngoài được chưa thì ở cần thơ là đang thử nghiệm cái mô hình đó rồi thì bây giờ sắp tới là những cái tỉnh thành nào mà mà gọi là phát triển mạnh về khách hàng thì chắc chắn sẽ có cần thơ hải phòng nghe nói là hải phòng hải phòng hà nội hồ chí minh là chắc chắn sẽ có đó, nên là các anh chị cứ cứ chờ đi đó, là kiểu gì cũng sẽ có ở khu vực tỉnh thành của các anh chị thôi nên là tranh thủ ha nghe nói an giang cũng là mạnh nè đấy đó ok rồi thì tóm lại là như thế nhá à, chốt lại là chạy đi đó, bằng mọi giá gọi là cắt hết máu để tốt nghiệp newbie pro ok nha rồi cảm ơn các anh chị rất là nhiều à, xin trả lại cho mc để kết thúc chương trình ngày hôm nay sáng ngày mai nhớ học 5 giờ sáng nhá ok nha chạy đi chạy 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 <laughs> cả nhà sau khi nghe men mentor uh, chia sẻ và cầm tay chi việc cho ngày hôm nay thì cảm thấy là cái uh, cái việc mình tốt nghiệp và uh, newbie rồi nó còn khó nữa không ạ. Có là chi tiết và quá là bài bản luôn ạ. Mọi người cứ việc nghe theo mentor từ uh, là sẽ thành công. Và mọi người uh, bây giờ cũng đã muộn rồi thì uh, Đức cũng uh, xin phép là và gửi lời chúc tất cả đến tất cả các anh chị là chúng ta sẽ có ngủ ngon và hẹn gặp nhau vào chương trình sáng năm em sáng ngày mai ạ mọi người đẹp. mở mic và gửi cho nhau những lời chúc và đức phép sẽ tắt uh, chung nhé dạ yeah. bye bye mọi người chúc cả nhà ngủ ngon mai gặp lại chúc mọi người ngủ ngon, bye bye mọi mọi người. Mọi người ngủ ngon. hẹn mọi em. người năm em sáng mai ạ Hẹn mọi người sáng mai 5 giờ sáng chia sẻ chia sẻ kinh nghiệm thực chiến bán hàng nha. Cảm ơn Minh tờ, chúc mọi cảm ơn chị Hàng, cảm ơn mentor, cảm ơn chúc cả nhà ngủ ngon. Hẹn gặp mọi người sáng ngày mai. Cảm ơn Minh tờ Hàng chia sẻ, chúc cả nhà ngủ ngon.